Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 97. Chỉ muốn gặp đối thủ mạnh hơn, tốt nhất là những người ở đẳng cấp như Tam Vương Thất Anh, sâu trong lòng hắn ta có dã tâm đáng sợ. Thú vị, Quần Long Thịnh Yến đúng là thú vị. Đây là kỳ tài mà mình gặp phải, e rằng số quỷ tài chưa bị mình phát hiện cũng không nhỏ. Trận chiến thứ 10, Lâm Nhất đối chiến Tần Dương. Giọng của trọng tài vang lên, Lâm Nhất và Tần Dương đồng thời ngây ra, đều có chút bất ngờ. Hiện trường cũng sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó mới nổ ra tiếng xôn xao dữ dội, bỗng nhớ ra đây là hai người từng giằng co trên tường thành khi xưa. Ân oán cực kỳ thâm sâu. Vù! Ánh sáng lóe lên, Lâm Nhất và Tần Dương gần như đồng thời đáp xuống đài Thăng Long, ai cũng ngẩng cao đầu, nhìn về phía đối phương. Giữa không trung, hai ánh nhìn giao nhau, mơ hồ có tia lửa bắn ra tứ phía, vô cùng kịch liệt. Ngoài đài Thăng Long, những người xem chiến đều tỏ ra vô cùng hồi hộp, trận chiến này chắc chắn sẽ rất thú vị. Chưa nhắc tới ân oán của hai người trong nhóm 7 đều chiến thắng liên tiếp 9 trận, trong ngọc bội mỗi người đều lấy được lượng lớn khí huyền hoàng. Bất kể ai thua cũng sẽ chấm dứt chiến thắng liên tiếp, mất đi lượng lớn khí huyền hoàng. Thứ hai là thực lực của hai người. Tần Dương không cần nói nhiều, hắn ta là yêu nghiệt hàng đầu vô cùng đáng sợ. Trong nhóm 7 hầu như không gặp được đối thủ, một đường càn quét, không ai có thể chống đỡ được 10 chiêu của hắn ta, thủ đoạn vô cùng tàn bạo. Hễ là người thua bởi hắn ta đều bị thương nặng, không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Còn Lâm Nhất, không thể nghi ngờ, chắc chắn là một ngôi sao mới không thể xem nhẹ trong những nhân tài mới nổi. Hắn quá bí ẩn, khi mọi người nhớ lại đều kinh ngạc phát hiện, nhiều trận chiến Lâm Nhất thắng rất ổn. Nhưng tính kỹ thì hắn lại không sử dụng quá nhiều chiêu. Chỉ là thắng không đủ náo động, nên mãi không được mọi người chú ý. Đến khi hắn dùng một kiếm đánh bại Diêm Lạc Vũ, mọi người mới đột nhiên phát hiện sự đáng sợ của hắn. Tần Dương nheo hai mắt lại, trên mặt lộ ra sự lạnh lùng âm u, cười nói, Lâm Nhất, vận may của ngươi chỉ đến đây thôi. Ta còn tưởng sẽ không gặp được ngươi trong vòng thích điểm, rốt cuộc vận mệnh vẫn chiếu cố ta. Ân oán giữa ta và ngươi cũng nên chấm dứt rồi. Dứt lời, trên người Tần Dương đột nhiên bùng lên ngọn lửa, một luồng uy áp hỏa diễm đáng sợ cuốn tới. Ánh sáng chiếu rọi khắp đài Thăng Long, uy áp vô tận đánh vào người Lâm Nhất. Dường như hắn ta không định che giấu thực lực. Uy áp hỏa diễm mạnh quá. Yêu nghiệt đã thức tỉnh ý chí hỏa diễm có khác, đáng sợ thật. Tuyệt chiêu mạnh nhất của kiếm khách là kiếm ý. Tần Dương đã lĩnh ngộ được ý chí hỏa diễm, kết hợp với Huyền Dương Quyết, công pháp chân phái của Huyền Dương Điện, đủ để không sợ kiếm ý của đối thủ. Thấy ánh lửa lan tràn trên người Tần Dương, mọi người đều kinh hãi. Chân nguyên hỏa diễm hùng hậu trong cơ thể hắn ta cho mọi người cảm giác mênh mông vô tận như biển lớn cuồn cuộn. Tu vi dồi dào cỡ đó rõ ràng là đã tu luyện Huyền Dương Quyết đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, nếu không thì không thể đáng sợ như vậy. Lâm Nhất, người đắc tội với ta hết lần này đến lần khác, sự nhẫn nại của ta với ngươi đã đến cực hạn. Trận chiến ngày hôm nay, nếu ngươi nhận thua còn được, nếu ngươi không nhận thua, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, quỳ dưới chân ta như một con chó cầu xin ta giết ngươi. Chân nguyên sao động, Tần Dương mở mắt ra, tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt. Hắn nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Sát ý toát ra từ trong lời nói tuôn trào. Đài Thăng Long được ánh lửa soi rọi dường như cũng lạnh đi nhiều. Sát ý mạnh quá. Xem ra Tần Dương đã thật sự nổi giận, sát ý trên người hắn ta có chút kỳ lạ, e rằng đã chém giết nhiều cao thủ thế hệ trước, nếu không thì không thể hùng hậu như vậy. Lâm Nhất va phải tấm sắt rồi. Thế này so ra, Tần Dương còn mạnh hơn Diêm Lạc Vũ của Tử Nguyệt Động Thiên rất nhiều. Tiếng bàn tán vang lên tứ phía, thấy Tần Dương mạnh như vậy. Bọn họ đều không còn niềm tin vào Lâm Nhất, liên thắng của hắn e là phải chấm dứt tại đây. Lâm Nhất thầm nghĩ, tên kia đúng là phiền phức, mình không muốn quan tâm tới hắn ta còn dai như đỉa, bám giết không buông. Thế đã đành, lại còn thích ra vẻ mình là người bị hại, thật là ghê tởm. Được rồi, ta biết ngươi rất tức giận, muốn bắt ta quỳ xuống đất như một con chó xin tha, nhưng nói nhiều như thế có tác dụng gì? Ngươi cứ việc ra tay là được,
dù sao cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Con người ai cũng nằm mơ, nhưng giấc mơ của ngươi hơi khác, sẽ tỉnh lại nhanh hơn một chút. Nói tới cũng kỳ quái, sự rêu rao của hắn ta không hề làm nội tâm Lâm Nhất dậy sóng, mà lại bình tĩnh đến mức khiến bản thân hắn cũng cảm thấy hơi sợ. Nếu là một năm trước, sợ rằng hắn đã không thể nhẫn nhịn, nổi lên sát tâm từ lâu. Nhưng đến giờ phút này, Lâm Nhất tính tình cao ngạo đã khác xưa. Trình độ của hai người đã khác nhau. Hắn là người hướng về đại thế, kiếm đạo của hắn sẽ tỏa sáng ở đại thế nơi có Tô Hàm Nguyệt, vẻ vang đi đến đại thời đại người người như rồng, không cầu trường sinh, chỉ vì theo đuổi giấc mộng đó một chuyến. Hắn thực sự không muốn lằng nhằng, nói lời thừa thãi với hắn ta. Ngươi, ngươi! Tần Dương tức giận đến đỏ mặt, giọng điệu mất kiên nhẫn, gần như là phớt lờ của Lâm Nhất khiến hắn ta vô cùng căm hận. Hắn ta là một vị yêu nghiệt hàng đầu, một đường chiến thắng liên tiếp, nào có bị người ta khinh thường như vậy. Hắn ta là yêu nghiệt hàng đầu kia mà. Muốn chết! Tần Dương phẫn nộ quát lên, bước ra một bước, lửa toàn thân cuộn trào. Lúc này uy áp hỏa diễm trên người hắn ta hung mãnh hơn trước kia rất nhiều, bên trong ngưng tụ ý chí giết chóc lạnh băng, khiến cảm giác dày nặng của uy áp hỏa diễm càng mạnh. Dưới ngọn lửa hừng hực, ý chí giết chóc giống như yêu ma gào thét, đánh vào tâm hồn Lâm Nhất. Dường như Lâm Nhất đứng trước mặt hắn ta chỉ là con kiến mặc cho người ta chà đạp. Tần Dương từng bước đến gần, toàn thân tỏa ra uy áp hỏa diễm càng lúc càng ngưng động. Những ánh lửa đó giống như có sinh mệnh lao tới. Dám xem thường ta, ta sẽ khiến ngươi trả giá. Giết! Tần Dương cười dữ tợn, trong tiếng quát phẫn nộ, uy áp hỏa diễm đáng sợ hoàn toàn sôi trào theo chân nguyên dâng tràn. Ầm ầm! Lâm Nhất từng bước giết tới, đột nhiên dùng thân pháp cực kỳ cao cường xông tới như tia chớp. Ánh lửa đầy trời bỗng nhiên biến mất, cả người hắn ta biến mất một cách quỷ dị trong tầm mắt mọi người. Đợi đến khi hắn ta xuất hiện lại, cả lôi đài rung chuyển vô cùng dữ dội. Huyền Dương liệt nhật. Tần Dương xuất hiện ở cách Lâm Nhất 10 mét, người ở giữa không trung, nhấc tay tung một chưởng xuống. Trong nháy mắt có vô số chân nguyên hỏa diễm ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn ta, được sự tăng cường của ý chí hỏa diễm, chân nguyên hùng hậu như đại dương cô đặc gấp mười mấy lần. Trong lòng bàn tay hắn ta tỏa ra ánh sáng sánh ngang với mặt trời. Ánh sáng chói mắt làm người khác không mở nổi mắt, đâm xuyên hư không, ập về phía Lâm Nhất. Tử Diên kiếm quyết, một thoáng phồn hoa. Tử Diên kiếm quyết đã nâng cấp lên tầng 11 lặng lẽ nghịch chuyển, đường nét một đóa hoa Tử Diên rộng lớn chậm rãi xoay tròn sau lưng Lâm Nhất. Trong lúc xoay tròn, khí tức cực kỳ đáng sợ lưu chuyển trên người hắn, chỉ trong chớp mắt nhấc tay. Mười ngón liền tim, thần kiếm có linh. Lâm Nhất dùng kiếm quyết nghịch chuyển, sử dụng đạn chỉ thần kiếm, hai tay như tử ngọc lấp lánh trong suốt. Khoảnh khắc ngón tay búng ra, kiếm quang lấp lánh nơi đầu ngón tay. Ánh sáng mặt trời do chân nguyên hỏa diễm cô đặc gấp 10 lần lập tức vỡ tan. Vù! Chân nguyên bùng nổ, làn sóng khủng khiếp lan rộng, Tần Dương cả kinh, không kịp đề phòng bị đánh bay ra ngoài. Chết tiệt! Tần Dương kinh hãi! Mặc dù hắn ta đã dự liệu được sát chiêu này không thể thật sự làm bị thương Lâm Nhất, nhưng hắn ta không ngờ Lâm Nhất còn chưa dùng đến kiếm, một chỉ đã đánh tan nó. Thình thịch. Tim hắn ta đập điên cuồng, vẻ kinh hoàng hiện lên trong mắt, lòng tin ngạo nghễ trước kia của hắn ta đang sụp đổ dần. Hắn ta cần phải tính kế lâu dài, mài mòn hắn một hồi, nếu không trận chiến này thật sự có khả năng sẽ thất bại. Nên tỉnh mộng rồi. Nhưng đúng lúc đó, bên tai hắn ta bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng, toàn thân nổi gai ốc, lông tơ dựng ngược lên. Chuyện gì thế? Con người trong mắt Tần Dương co rụt lại, chăm chú nhìn lại, rõ ràng Lâm Nhất vẫn đứng yên ở phía trước. Không hay. Trong chớp mắt, Tần Dương cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng, sắc mặt thay đổi. Huyền không thánh dương ấn. Hai tay hắn ta điên cuồng kết ấn. Chân nguyên hỏa diễm màu vàng sẫm không ngừng lan tràn trên người hắn ta với tốc độ quỷ dị. Khí tức trên người hắn ta tăng vọt, đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Ta xem ngươi còn dở trò gì. Sắc mặt Tần Dương âm trầm, hắn ta vốn định dùng tuyệt chiêu này trong đấu hạng, nhưng không ngờ bây giờ lại bị Lâm Nhất buộc phải sử dụng.
nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu, bóng dáng Lâm Nhất lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Kiếm quang chói mắt không ngừng phóng to trong đồng tử của hắn ta, cho đến cuối cùng, kiếm quang hoàn toàn ngập tràn trong hai mắt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phụt! Ngọn lửa màu vàng sẫm quỷ dị đó không kịp che phủ đầu của Tần Dương, máu phun ra ồ ạt. Kiếm quang chém xuống, đầu Tần Dương đã bay đi. Một kiếm, đầu thân tách rời. Tí tách, tí tách. Táng hoa nhỏ máu, lạnh lùng chói mắt trong tiếng kêu của kiếm ý, giống như một dòng nước thu có hoa tươi rơi rụng. Người đời sỉ nhục ta, lấn át ta, cười ta, khinh ta, phỉ báng ta, hạ nhục ta, làm sao xử lý? Nếu có một kiếm, giết chết là được. Táng hoa quá lạnh, cần uống máu giảm bớt cái lạnh. Tí tách, tí tách. Máu không ngừng nhỏ xuống từ mũi kiếm, tất cả mọi người trong hội trường rộng lớn đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Hiện trường im lặng một cách chết chóc, thậm chí ngay cả những tiếng đánh nhau khác trên đài Thăng Long cũng tạm thời bị người ta quên lãng. Tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lâm Nhất, dừng trên kiếm táng hoa nhỏ máu, dừng trên người Tần Dương đầu lìa khỏi cổ. Chết rồi! Yêu nghiệt hàng đầu của 4 năm trước, đệ tử nòng cốt của Huyền Dương Điện, yêu nghiệt huênh hoang muốn bắt Lâm Nhất quỳ xuống như một con chó xin tha. Hắn ta đã bị Lâm Nhất giết chết bằng một kiếm chỉ trong nháy mắt, chết ngay tại chỗ. Cảm giác sốc khó tả đánh úp đến, khiến tất cả mọi người cảm thấy hít hầu như bị bóp chặt, không nói nên lời. Quá mức tàn khốc, cảnh tượng trước mắt tạo thành tác động cực kỳ to lớn. Yêu nghiệt tuyệt đỉnh, cứ thế mà chết. Cho đến hiện tại, không phải trong quần Long Thịnh Yến không có người chết, nhưng đó đều là những kẻ vô danh, không đủ sức tạo thành sóng gió. Đừng nói một yêu nghiệt tuyệt đỉnh như Tần Dương, dù là những nhân tài mới nổi có thực lực không bằng hắn ta thì cũng chưa có một ai phải bỏ mạng. Có người thua cuộc, nhưng có rất ít người mất mạng. Không ai đoán được cảnh tượng trước mắt, sắc mặt người của Huyền Dương Điện cực kỳ khó coi, thậm chí, nhiều trưởng lão nhìn không được đứng bật dậy. Lửa giận trong mắt suýt nữa phun ra ngoài. Vốn dĩ Tần Dương đã qua cửa rồi, chắc chắn sẽ tiến vào vòng thứ hai vòng đấu loại, thậm chí có hy vọng rất lớn sẽ tiến vào vòng cuối cùng vòng đấu hạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng giờ lại chết trong tay Lâm Nhất một cách vô lý. Tần Dương chết không oan, rất rõ ràng, Lâm Nhất là tồn tại ở đẳng cấp cao hơn. Đáng sợ thật. Các ngươi nhìn Lâm Nhất đi, cứ như hắn vừa giết một con chó vậy, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu khi đánh bại đối thủ. Xem ra, trong tổ 7, có lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn Phong Vô Đạo. Rất có thể, tuy nhiên, Phong Vô Đạo cũng không phải đèn cạn dầu, nếu hai người này mà đụng độ thì khó mà nói trước thắng bại. Sau một hồi yên tĩnh, toàn trường bắt đầu xôn xao. Vô số ánh mắt đổ dần về phía Lâm Nhất. Bỗng chốc hắn trở nên sáng chói. Quần chúng xem chiến đều lộ vẻ kinh ngạc, tiếng bàn tán vang lên bên tai không dứt. Các ngươi nghĩ lần này Lâm Nhất đã dùng bao nhiêu thực lực? Ít nhất là 8 phần, nhưng có lẽ còn có át chủ bài, nếu không có gì bất ngờ, rất có thể hắn sẽ lọt vào bảng 30 thậm chí có thể là bảng 15, còn bảng 10 thì vẫn không có khả năng. Quần Long Thịnh Yến lần này đúng là khiến người ta bất ngờ. Yêu nghiệt tuyệt đỉnh có uy vọng lâu năm cứ thế bị giết hết người này đến người khác. Nhân tài mới nổi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, kẻ sau càng kinh người hơn kẻ trước, mọi người càng lúc càng mong chờ đến vòng đấu loại và vòng chung cuộc. Không biết trong số những nhân tài mới nổi, hắn có thể đứng hạng thứ bao nhiêu? Biểu hiện của Lâm Nhất đã khiến mọi người thật sự kinh ngạc, có rất nhiều người đang bàn tán trong số những yêu nghiệt mới sẽ quật khởi, Lâm Nhất có thể xếp hạng thứ bao nhiêu? Có người nói hắn sẽ đứng hạng nhất, nhưng ngay lập tức bị người ủng hộ Nguyệt Phi Phi phản đối, cũng có người cảm thấy Bạch Lê Hiên chưa hẳn yếu hơn Lâm Nhất, hơn nữa, hắn ta còn có thánh thể. Tuy nhiên, biểu hiện của Phong Vô Đạo, Phương Hàn Lạc cũng rất đáng kinh ngạc, có đầy đủ phong thái. Nói đi nói lại, mãi vẫn không thống nhất ý kiến, suy cho cùng thì phải chính thức giao đấu mới có kết quả. Nhất thời. Mọi người vô cùng chờ mong trận đại chiến kế tiếp của quần Long Thịnh Yến, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Để xem khi những tân tú này va chạm thì sẽ kịch liệt đến mức nào, và khi giao đấu với Tam Vương Thất Anh, sẽ gay cấn như thế nào. Liệu có ai sáng tạo được kỳ tích,
chiến thắng Tam Vương Thất Anh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giữa những tiếng nghị luận nhìn như vô cùng thân thiện, thời gian trôi qua nhanh chóng, vòng thích điểm chẳng mấy chốc đã bước đến hồi kết. Ở tổ 7, có tổng cộng 3 người thắng liên tiếp 10 trận, trong số đó có 2 nhân tài mới nổi là Lâm Nhất và Phong Vô Đạo, người còn lại là một cao thủ trên bảng Long Vân. Nếu không đụng độ Lâm Nhất, chắc chắn trong danh sách những người thắng liên tiếp sẽ có Tần Dương, đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Thế gian đã không còn người này. Ngoại trừ tổ 7 của Lâm Nhất, các tổ khác cũng có không ít người thắng liên tiếp, trên người những người này, khí huyền hoàng chói lọi. Ngọc bội chứa hào quang nặng trịch, chiếu sáng diện mạo bất phàm của bọn họ, phong tư hơn người, đứng giữa đám đông vẫn cực kỳ bắt mắt, từ rất xa đã có thể nhìn thấy. Sau khi trọng tài đã kiểm kê đầy đủ, danh sách tiến vào vòng đấu loại chính thức được công bố. Mấy chục vạn nhân tài kiệt xuất tại cổ vực Nam Hoa được sàng lọc từng bước một, đến bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 1.000 người. 1.000 người vượt qua tầng tầng sàng lọc, không hề nghi ngờ, đây đều những nhân tài kiệt xuất thật sự xuất sắc của cổ vực Nam Hoa, không ai biết trong số đó ẩn giấu ngựa đen như thế nào. Bất kể trận đấu nào cũng có khả năng lật ngược tình thế, tất nhiên, màn chém giết kế tiếp sẽ cực kỳ thảm thiết. Sau một đêm nghỉ ngơi, vòng đấu loại của Quần Long Thịnh Yến chính thức bắt đầu. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hồ Cửu Long, trên hàng ghế khán giả, hàng trăm vạn võ giả đang xem chiến đều lộ vẻ phấn khích, cao giọng reo hò. Lúc này, quy tắc vòng đấu loại được công bố. 1.000 tuyển thủ sẽ được chia làm 10 tổ, tổ 1 đấu với tổ 10, tổ 2 đấu với tổ 9, tổ 3 đấu với tổ 8, cứ thế, các tổ tiến hành hỗn chiến. Mỗi người đều phải đấu 10 trận, nhưng quy tắc sẽ tàn khốc hơn, trong 10 trận nếu thua 3 trận thì sẽ lập tức bị loại, suy ra, mỗi người chỉ được phép thua 2 lần. Mỗi tổ có 100 người, 2 tổ hỗn chiến chính là 200 người, từ đó chọn ra 20 người tiến vào vòng đấu hàng. Thoạt nhìn thì tỷ lệ là 1/10 nhưng thực tế lại rất tàn khốc đối với tuyển thủ. Khoan nói đến việc những nhân tài kiệt xuất có mặt trong vòng đấu loại đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không một ai là kẻ yếu, mà chỉ riêng quy định thua 3 trận sẽ mất đi tư cách thi đấu cũng đủ khiến da đầu người ta tê dại. Kế hoạch nhận thua mang tính chiến lược như ở vòng tích điểm chắc sẽ không xuất hiện, mỗi một trận đấu ắt sẽ chém giết đến cùng. Với cường độ đối chiến cực cao như thế này, lại còn phải liên tục đấu 10 trận, có thể tưởng tượng mức độ thảm thiết của nó. Dựa theo quy tắc, tổ 7 sẽ đấu với tổ 4, Lâm Nhất thầm tính toán. Trong tổ 7, ngoại trừ hắn còn có 2 người thắng 10 trận liên tiếp, một là Phong Vô Đạo, người này lĩnh ngộ ý chí lôi đình, có sự chấp nhất đối với lôi đình, có thể sánh với kiếm đạo của hắn. Người toàn thắng còn lại là Nhan Tử Thanh, xếp hạng thứ 14 trên bảng Long Vân. Người này rất ít xuất hiện, phần lớn đối thủ của hắn ta đều chủ động nhận thua, khó có thể đoán được thực lực của hắn ta mạnh đến mức nào. Cao thủ còn lại chính là Dương Đằng, cũng là một yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Xếp hạng 23 trên bảng Long Vân. Người này chỉ bại một trận trong tay Phong Vô Đạo, thực lực mạnh mẽ, không thể xem thường. Còn về tổ 4 thì, có hơi đáng sợ. Có đến 4 người thắng liên tiếp, bao gồm Phương Hàn là càng đánh càng mạnh, Bạch Lăng Tân Tú của Thanh Mộc Các, Diệp Thanh Phong đệ tử cốt cán của Tử Nguyệt Động Thiên, những người này đều là những nhân tài mới nổi khá chói mắt. Trong vòng tích điểm, duệ khí của mỗi một người trong bọn họ đều không chênh lệch quá nhiều so với Lâm Nhất. Nhưng kẻ khủng bố thật sự trong tổ 4 chính là Đại sư huynh Tuyệt Trần của Thanh Mộc Các, một trong thất anh của cổ vực Nam Hoa, đứng hàng thứ 8 trên bảng Long Vân. Nếu phải đối đầu với hắn ta thì xem như suối quẩy, vì cơ bản không có phần thắng. Có lẽ Thánh Minh đã dự đoán được tình huống như vậy, cho nên mới đặt ra quy tắc thua 3 trận mới bị đào thải, nếu chỉ một trận xem như bại. Lỡ như đụng phải Tam Vương Thất Anh thì quả thật rất đáng tiếc. Chiến trong tổ và chiến với tổ khác có sự khác biệt, ngoại trừ đối thủ tổ 7, Lâm Nhất cũng có khả năng đụng độ với cao thủ ở tổ 4. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ đối mặt với cục diện cực kỳ hung hiểm. Vòng đấu loại, trận thứ nhất, Dương Đằng đối chiến cùng Diệp Thanh Phong. Trận chiến giữa tổ 7 và tổ 4 chính thức bắt đầu, hai bên đều có lai lịch lớn. Vừa mở màn đã sặc mùi thuốc súng. Trong vòng tích điểm, Dương Đằng chỉ thua một trận, còn Diệp Thanh Phong thì thắng liên tiếp 10 trận,
lại mang danh là người của Tử Nguyệt Động Thiên nên khí thế rất hung hãn. Dương Đằng nghiêm mặt, không dám có chút chủ quan. 4 năm trước đối phương vẫn là hạng vô danh tiểu tốt, 4 năm sau lại quật khởi, thắng liên tiếp 10 trận, duệ khí còn sắc bén hơn so với hắn ta. Diệp Thanh Phong của Tử Nguyệt Động Thiên, xin được chỉ giáo. Diệp Thanh Phong ra tay trước, vừa dứt lời, một vầng trăng tím đã bao phủ khắp đài chiến. Dường như hắn ta di chuyển tức thời, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Dương Đằng, vung tay phải lên, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cong lại thành chảo, chộp thẳng vào mặt Dương Đằng. Ánh mắt Dương Đằng lóe lên tia khác thường, lập tức, thi triển đại diễn kiếm quyết, đồng thời rút kiếm ra. Keng, keng, keng. Kiếm quang và chảo ba ngón cực kỳ quái đản liên tục giao thủ, vậy mà lại phát ra âm thanh kim loại va chạm. Chảo của Diệp Thanh Phong cứng như sắt thép, đầu ngón tay sắc bén, tia sáng lạnh lóe lên. Là người sáng suốt sẽ nhanh chóng nhận ra hắn ta đang sử dụng một môn võ kỹ của Tử Nguyệt Động Thiên Tam Tuyệt Chảo. Đầu ngón tay hóa thành lợi khí sắc bén, chỉ với hai móng đã có thể dễ dàng xé đối thủ thành hai nửa. Trong Tử Nguyệt Động Thiên, đây là một môn võ kỹ rất khó tu luyện, vô cùng đáng sợ và tàn độc. Đến vòng đấu loại, đám nhân tài kiệt xuất tinh anh này không dám tiếp tục giấu tài. Quy định thua 3 trận sẽ bị đào thải, thế nên mọi người đều không muốn thua trên một trận, vì chẳng ai biết mình có xui xẻo đối đầu với Tam Vương Thất Anh hay không. Cho nên thua một trận ắt sẽ bị buộc rơi vào tuyệt cảnh. Trên đài Thăng Long, móng tay và mũi kiếm giao nhau, tia lửa bắn tung tóe, hào quang sáng chói, cùng những tiếng rít gào khủng khiếp liên tục vang lên. Tam chỉ tuyệt tâm, Diệp Thanh Phong chợt quát to một tiếng, giữa không trung, thân thể hắn ta cuộn tròn, dưới vầng trăng tím bao phủ, thoạt nhìn, hắn ta trông như một con mèo rừng âm u, xinh xắn và linh động, nhưng hai móng lại không ngừng vung vẩy với tốc độ quái dị, vô số chảo nhận hệt như những cú tát nặng nề từ mãnh hổ. Mỗi một kích đều hung hăng nhắm vào ngực đối thủ, chiêu chiêu chí mạng, một khi để lộ sơ hở, trái tim sẽ lập tức bị móc ra. Kiếm ảnh sau lưng Dương Đằng lẳng lặng tản ra, sắc mặt hắn ta có vẻ hơi cố sức, trong lúc kiếm quang vung vẩy, hắn ta liên tục lui về sau. Cạch, cạch. Trên đài Thăng Long, chảo nhẫn liên tục bị kiếm quang đánh nát, như ánh trăng bừng sáng, lại như pháo hoa nổ tung trên nền trời. Ánh sáng rực rỡ, kiếm quang hoa lệ, khiến đài Thăng Long đẹp lộng lẫy như một giấc mộng. Nhưng đối với Dương Đằng, hiển nhiên, đây không phải một giấc mộng đẹp. Hắn ta vẫn không ngừng lui về sau, cực lực tránh đi chỗ hiểm, trên người lúc này đã xuất hiện nhiều vết thương dữ tợn. Lâm Nhất, người nghi ai sẽ thắng? Đúng lúc này, trong tổ 4, Bạch Lăng của Thanh Mộc Các đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Nhất. Đến vòng đấu loại, tuyển thủ của hai tổ đối chiến cùng tề tụ một chỗ, Bạch Lăng vừa lên tiếng hỏi đã hấp dẫn sự chú ý, có rất nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Nhất. Ví dụ như Phong Vô Đạo, Phương Hàn Lạc, thậm chí là Nhan Tử Thanh và Tuyệt Trần trong Thất Anh đều tỏ vẻ hứng thú nhìn hắn. Đám thiên tài này tranh đấu mỗi phút mỗi giây, Bạch Lăng làm vậy là muốn khảo nghiệm mắt nhìn của Lâm Nhất, và đó cũng là một loại khiêu khích. Mọi người đều rất hiếu kỳ, không biết Lâm Nhất sẽ trả lời thế nào. Lâm Nhất thờ ơ nhìn, rồi bình tĩnh đáp, người nói trước đi. Bạch Lăng cười lạnh, trầm giọng nói, sau 3 chiêu, Diệp Thanh Phong sẽ rơi vào bị động, chắc chắn thua. Nói xong, hắn ta nhìn Lâm Nhất với ánh mắt khiêu khích và đầy châm chọc, mỉa mai Lâm Nhất không dám đưa ra phán đoán trước. Suy luận của Bạch Lăng có chút mới lạ, dù sao thì trên trận, Dương Đằng hoàn toàn ở vào thế bị động, hắn ta chống đỡ có vẻ như cố hết sức. Tuy nhiên, hầu hết nhân tài kiệt xuất ở đây đều âm thầm gật đầu, cho rằng Bạch Lăng nói có lý. Thoạt nhìn thì Dương Đằng rất gian nan, nhưng thực chất kết cấu không loạn, kiếm thế cũng đang liên tục tích xúc. Chỉ cần cố gắng chống đỡ thêm 3 chiêu nữa, hắn ta sẽ phản công mạnh mẽ, thậm chí kiếm thế hùng hậu có khả năng đánh bại Diệp Thanh Phong chỉ trong khoảnh khắc. Trong vòng 2 chiêu, Dương Đằng tất bại, Lâm Nhất thở ơ nói. Công tử Táng Hoa cũng chỉ đến thế, xem ra, tầm mắt của ngươi có hơi kém. Bạch Lăng cười mà như không cười, duỗi ngón trỏ ra, lắc lắc, tỏ vẻ khinh thường. Có rất nhiều người nhìn Lâm Nhất với ánh mắt hoài nghi, rồi âm thầm lắc đầu. Phán đoán của hắn thật sự khó mà tưởng tượng nổi,
sai một cách không hợp thói thường. Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, thế cục trên đài Thăng Long đã thay đổi trong chớp mắt. Hầu hết mọi người đều cho rằng kiếm thế của Dương Đằng không hề bị loạn, hắn ta cũng không bị thương ở chỗ hiểm. Đối với một yêu nghiệt đẳng cấp như Dương Đằng thì một chút thương thế đó sẽ không làm ảnh hưởng đến toàn cục. Chỉ cần hắn ta có thể sống qua được hai chiêu, đại diễn kiếm quyết tích xúc được khí thế vô biên, ắt sẽ triển khai đòn phản công như sấm chớp. Có câu, nhất cổ tắc khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Diệp Thanh Phong không thể bảo trì khí thế sắc bén và ác liệt này đến cùng, nếu làm vậy, sẽ nhanh chóng tiêu hao toàn bộ chân nguyên. Thế cục đúng như mọi người dự đoán, khi sát chiêu của Diệp Thanh Phong lại lần nữa biến đổi, thoạt nhìn, Dương Đằng có hơi chật vật, hắn ta vẫn đang lui về sau, gần như suýt bị buộc rơi khỏi đài Thăng Long, nhưng kiếm thế của hắn ta vẫn không loạn. Kiếm ý mênh mông tản ra ngoài lại càng thêm bao la, bát ngát, chúng như sóng nước từng chút một lan tỏa trên đài Thăng Long rộng lớn. Một khi hắn ta bắt đầu phản công, chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, khi đó, Diệp Thanh Phong đã tiêu hao hết khí thế, tất nhiên khó mà chống đỡ. Chỉ còn một chiêu, để ta xem, Diệp Thanh Phong sẽ đánh bại Dương Đằng như thế nào, Bạch Lăng cười lạnh, liếc nhìn Lâm Nhất với thái độ khinh thường. Dầm. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, trên đài đột nhiên vọng đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, sắc mặt Diệp Thanh Phong cực kỳ dữ tợn, hắn ta hung hăng dẫm mạnh xuống lôi đài. Ầm ầm. Đài Thăng Long rung lắc dữ dội, mặt hồ xung quanh cũng không ngừng sôi trào. Đại diễn kiếm thế của Dương Đằng vốn đang lan tỏa khắp đài bỗng chốc bị một cước này chấn vỡ vụn, cứ như mặt hồ phẳng lặng bị dẫm nát. Sắc mặt Dương Đằng lập tức thay đổi. Kiếm thế đang lan tỏa kia chính là át chủ bài để lát nữa hắn ta phản kích đối phương. Nó bị chấn nát như thế thì sao có thể thắng được? Hành động vừa rồi khiến hắn ta hoàn toàn mất quyền khống chế đối với những luồng kiếm thế vỡ nát kia, vầng trăng tím phía trên lôi đài phát ra ánh sáng rực rỡ, điên cuồng cắn nuốt và hấp thu chúng. Phút chốc, trăng tím hệt như một cái động không đáy, kiếm thế vỡ vụn hóa thành sương mù, ào ào tuôn vào trong đó. Ầm. Ánh trăng rực sáng, vô cùng chói mắt, biến cố bất ngờ khiến Dương Đằng lắp bắp kinh hãi. Bại. Diệp Thanh Phong nổi giận gầm lên, bước nhanh lên trước, đắm chìm dưới ánh trăng màu tím, biến chảo thành quyền, một kích nhanh như tia chớp đánh thẳng vào ngực đối phương. Keng. Quyền mang va vào thân kiếm tạo thành một tiếng chấn động, nhưng vẫn như cũ nện cho Dương Đằng hộc máu. Trong tình thế nguy cấp, Dương Đằng vội vã phòng thủ nên không thể ngăn nổi một kích khủng bố kia. Hắn ta bị đánh văng khỏi lôi đài, khí huyền hoàng trong ngọc bội liên tục bị cướp đoạt. Tử Nguyệt tâm kinh. Bạch Lăng lộ vẻ khó coi, hiển nhiên, hắn ta đã đánh giá thấp uy lực của môn tuyệt học này, ở ngay thời khắc mấu chốt, nó có thể cắn nuốt kiếm thế, biến thành lực lượng bản thân. Trái lại, sư huynh của Bạch Lăng, Tuyệt Trần, một trong Nam Hoa Thất Anh, khá là bình tĩnh. Dường như hắn ta không hề bất ngờ trước kết quả này, mà chỉ hơi tò mò sao Lâm Nhất có thể nhìn ra được. Còn những người khác, sắc mặt bọn họ có phần phức tạp, không ngờ lại đúng như lời Lâm Nhất nói, trong vòng hai chiêu, Diệp Thanh Phong sẽ đánh bại Dương Đằng. Đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt Bạch Lăng. Cuộc đối đầu trong âm thầm nhanh chóng kết thúc, không còn ai dám xem nhẹ Lâm Nhất. Trận hỗn chiến giữa tổ 7 và tổ 4 vẫn tiếp tục diễn ra. Những điểm sáng chói mắt trong vòng tích điểm như Phong Vô Đạo, Phương Hàn Lạc, Tuyệt Trần, lần lượt giành thắng lợi. Trong đó, Tuyệt Trần là mạnh mẽ nhất, đối thủ của hắn ta không nhận thua, dường như muốn tìm kiếm một chút may mắn. Trái cũng thua, phải cũng thua, chẳng bằng liều một lần, tâm huyết của rất nhiều nhân tài trẻ tuổi lọt vào vòng đấu loại đều được kích phát, đối đầu với nhân vật khủng bố trong Thất Anh, bọn họ không tiếp tục nhận thua như ở vòng tích điểm nữa. Đáng tiếc, Tuyệt Trần quá mạnh mẽ. Hầu hết mọi người đều không nhìn rõ hắn ta đã ra tay như thế nào, chỉ thấy đối thủ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị cách không đánh bay. Trong tổ 7, Phong Vô Đạo là cao thủ thắng liên tiếp, vẫn như trước, hắn ta đã kéo dài thần thoại bất bại của mình, thắng gọn gàng và vô cùng bá khí, khiến người ta có cảm giác còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến. Trái lại, Phương Hàn là càng đánh càng mạnh. Thói quen đột phá ngay trong trận đấu cũng rất đáng kinh ngạc, phải nói là thắng được có phần nhờ vào may mắn.
Đối thủ của hắn ta rất mạnh, hai người giao chiến có hơn 500 chiêu, hắn ta mới miễn cưỡng giành thắng lợi, đổi lại, bị thương cũng không nhẹ. Nhưng sắc mặt Phương Hàn Lạc lại khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Nhóm đối chiến hỗn hợp, Lâm Nhất đấu với Bạch Lăng. Trọng tài lại lần nữa hô vang, giữa những nhân vật hào quang chói lọi, hai nhân vật chưa ra sân là Lâm Nhất và Bạch Lăng được phân đấu với nhau. Diệp Thanh Phong, người cảm thấy ai có phần thắng lớn hơn? Đợi hai người lên đài, có người mở miệng hỏi Diệp Thanh Phong. Diệp Thanh Phong đã biết chuyện trước đó Lâm Nhất phán đoán trong vòng hai chiêu hắn ta sẽ giành chiến thắng, thế nên, hắn ta cũng biết người nọ muốn khảo nghiệm tầm nhìn của mình, để xem hắn ta đánh giá thực lực của Lâm Nhất như thế nào. Diệp Thanh Phong cười khẽ, sau đó liếc nhìn Tuyệt Trần rồi trầm ngâm nói, tuy ta không thích tên nhóc đó cho lắm, nhưng Thanh Mộc Các xếp kế cuối trong chín đại bá chủ, chỉ với Bạch Lăng, muốn thắng Lâm Nhất e là không có đến một nửa cơ hội. Đứng trước mặt Tuyệt Trần lại cả gan nói nội tình Thanh Mộc Các không đủ, sợ rằng cũng chỉ có Diệp Thanh Phong của Tử Nguyệt Động Thiên mới dám ngông cuồng như vậy. Có lẽ, tuy nhiên, Lâm Nhất muốn thắng được Bạch Lăng cũng không hề đơn giản, thắng bại khó mà nói được, Tuyệt Trần mỉm cười thần bí, dường như Bạch Lăng còn có con át chủ bài rất mạnh. Trên đài Thăng Long, Bạch Lăng lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trầm giọng nói tuy mắt nhìn của ngươi không tệ, thế nhưng... Cao thủ so chiêu không chỉ dựa vào mắt nhìn, muốn thắng ta cũng không dễ như ngươi tưởng đâu. Những lời này của hắn ta không giống như đang nói cho Lâm Nhất nghe, mà giống như tự nói với mình hơn. Ở một khía cạnh nào đó, mắt nhìn cũng là một loại thực lực, chỉ đứng ở vị trí cao mới có thể nhìn xa trông rộng. Ngay trận đầu trong nhóm đối chiến hỗn hợp lại đụng phải Lâm Nhất, áp lực của Bạch Lăng quả thật rất lớn. Nhưng ta lại nghĩ đơn giản hơn. Vẻ mặt Lâm Nhất rất là thong thả, hắn thờ ơ nói. Bạch Lăng cau mày, thái độ bình thản của Lâm Nhất khiến hắn ta thấp thỏm không yên. Nhìn điệu bộ ung dung của hắn, dường như tên Lâm Nhất này không hề xem trọng hắn ta, điều này khiến hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc tên này có át chủ bài gì? Trước đó, trong mỗi tổ, hai người đều thắng liên tiếp 10 trận, vậy nên... Trận chiến này chắc chắn sẽ có một người phải đặt dấu chấm hết cho chuỗi thành tích bất bại của mình, vì lẽ đó trận này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều võ giả. Ta có thể cảm nhận được kiếm ý trong cơ thể ngươi, rút kiếm ra, nếu không, ngay cả cơ hội rút kiếm, ngươi cũng không có. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa, lặng lặng nhìn đối phương, giọng hắn hết sức bình thản. Nhưng những lời này đã khiến toàn trường dậy sóng, trước đó... Mặc dù đã thắng 10 trận liên tiếp, nhưng Bạch Lăng lại không hề dùng kiếm. Ngông cuồng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Rốt cuộc, lửa giận trong mắt Bạch Lăng đã không cách nào khống chế được. Tuy nhiên, đúng như Lâm Nhất nói, hắn ta vung tay một cái, thoáng cái đã rút kiếm ra khỏi vỏ. B-O-A-N-G. Kiếm âm to rõ, kiếm quang lóe sáng, kiếm thế hùng hậu như cột nước sộc thẳng lên trời, phút chốc. Kiếm thế trên người Bạch Lăng đã đạt đến trạng thái mạnh mẽ trước nay chưa từng có, khiến cho nhiều người tròn mắt kinh ngạc. Khoảnh khắc kiếm thế bùng nổ, Bạch Lăng liền cầm kiếm vọt đến, cuồng phong khuấy động, hắn ta và kiếm như hòa làm một thể, chẳng khác nào một cái vòi rồng xông thẳng về phía Lâm Nhất. Chiêu này có phần tương tự với Vân Phá Thiên của Lâm Nhất, nhưng ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Dùng gió làm chủ, dùng nước phụ trợ, nhân kiếm hợp nhất. Keng, keng. Lại có kiếm âm vang lên, táng hoa vừa ra khỏi vỏ được một tấc mà đã đánh tan vòi rồng đang hùng hổ lao đến. Đợi đến khi nó hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân kiếm hệt như một làn thu thủy, có hào quang như mộng như ảo không ngừng lan ra, đẩy lùi Bạch Lăng. Thật mạnh. Bạch Lăng thầm kinh ngạc, trong cùng thế hệ, hắn ta chưa từng thấy qua kiếm pháp đáng sợ như thế, chỉ riêng khí thế lúc kiếm ra khỏi vỏ thôi cũng đủ để phá vỡ sát chiêu của hắn ta. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Bạch Lăng tự biết bản thân mình không thể tiếp tục giấu giếm thực lực, hắn ta liền bắt đầu vận chuyển kiếm ý. Dưới sự phụ trợ của kiếm ý, kiếm thế của Bạch Lăng vốn bị đánh tan thành những hạt bụi lại một lần nữa hội tụ và ngày càng cô đọng. Từ cồn cát biến thành một ngọn núi hùng vĩ, cuồng phong nổi lên, thế không thể đỡ. Đây cũng là uy lực của kiếm ý. Lâm Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hắn không vận dụng kiếm ý. Mà chỉ dùng Tử Diên kiếm quyết để nghênh địch. Một khắc sau,
bóng dáng hai người thoát ẩn thoát hiện trên đài chiến, cùng với đó, mũi kiếm liên tục va chạm, tỉa lửa bắn tung tóe khắp bốn phía. Dưới đài, mọi người tập trung quan sát trận chiến, không dám chớp mắt. Trận này quả thật đủ đặc sắc, bởi vì kiếm pháp của đôi bên đều cực kỳ sắc bén, cùng với đó, tu vi cũng sâu không lường được. Thỉnh thoảng có kiếm quang xẹt ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt, vô cùng diễm lệ. Bóng dáng hai người trở nên mờ ảo, liên tục di chuyển, mỗi một lần giao nhau đều vạn phần hung hiểm. Hễ là nhân tài kiệt xuất có chút thực lực đều nhìn ra được, từ đó càng thêm hãi hùng khiếp vía, nhưng lại càng xem càng nghiện. Tuy nhiên, theo thời gian dần trôi, trong lòng những người này chợt nảy sinh hoài nghi, dường như Lâm Nhất không sử dụng kiếm ý. Nghe đồn kiếm ý của Lâm Nhất sâu không lường được, phóng mắt khắp toàn bộ cổ vực Nam Hoa có thể xem như lông phượng sừng lân. Nhưng hiện tại, trong tình thế chém giết hung hiểm bực này, rõ ràng là hắn chỉ dựa vào kiếm đạo tinh xảo, vậy mà lại có thể bất phân thắng bại với đối thủ, điều này quả thật có hơi khó hiểu. Lâm Nhất không nghĩ quá nhiều, hắn đã có kế hoạch, có thể không bại lộ át chủ bài thì sẽ không bại lộ. Với lại hắn cũng không chủ quan, gần như dốc toàn lực thi triển Tử Diên kiếm quyết. Hoa Tử Diên kết tinh từ băng ở vùng tử phủ đã nở rộ một nửa, chân nguyên minh mông tràn ngập trong cơ thể, kiếm kình chảy vào trong táng hoa không hề yếu. Sau một lúc giằng co, Bạch Lăng vẫn chưa thể giành được một chút ưu thế, sâu trong lòng càng lúc càng kinh ngạc. Lâm Nhất như hồ nước lạnh sâu không thấy đáy, càng đánh nhiều càng có thể cảm nhận được sự sâu không lường được của đối phương. Ta không tin mình không thể ép ngươi lộ ra thực lực chân chính. Trong lòng Bạch Lăng biết mình không thể nhìn thấu được thực lực của đối phương thì sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng, bèn nổi giận hét lên. Thu phong lạc diệp, hoành tảo thiên hạ. Hắn ta thôi phát kiếm ý tiểu thành của mình đến cực hạn, gió thu thổi qua, một sự bi thương bao phủ lấy đài Thăng Long. Tiếng vù vù vang bên tai khiến người ta lạnh sống lưng, không cầm được run rẩy. Kiếm ý và ý cảnh kiếm pháp dung hợp hoàn mỹ, Bạch Lăng quả thật có chút thiên phú, sát chiêu này chỉ có cao thủ mới có thể phát huy được sự lợi hại của nó. Đáng tiếc, đã gặp phải mình. Thiên Phá Vân. Lâm Nhất đột nhiên xoay cổ tay, mười vòi rồng nước cuốn đi phủ kín bầu trời, làm chật cứng cả đài Thăng Long. Rắc rắc rắc. Hai đại sát chiêu vừa va chạm nhau, Bạch Lăng lập tức bị đánh bay. Khóe miệng hắn ta chảy máu, con ngươi co rụt thật mạnh. Rốt cuộc tiểu tử này tu luyện công pháp gì mà lại có thể thi triển sát chiêu mạnh mẽ như thế chỉ trong một nháy mắt, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không thể che giấu thực lực nữa. Sắt Trá Phong Vân. Vẻ tàn nhẫn chợt thoáng qua trong mắt Bạch Lăng, chiêu này có uy lực rất lớn, thậm chí có thể đánh yêu nghiệt bán bộ thiên phách trọng thương. Hắn ta vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn. Nếu thi triển bản thân hắn ta cũng sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta không có gì phải sợ cả. Bạch Lăng cầm chuôi kiếm bằng hai tay, quần áo bay phần phật, trên đầu có sấm sét lập lòe. Khi khí thế dần tăng mạnh, biểu cảm trên mặt Bạch Lăng cực kỳ dữ tợn, hắn ta mang lại cảm giác như đài Thăng Long cũng có thể bị chém thành hai nửa. Lâm Nhất chợt dừng lại, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này kể từ khi Quần Long Thịnh Yến bắt đầu cho đến giờ. Nhưng gần như theo phản ứng bản năng, khi sát chiêu kia sắp xuất hiện, Lâm Nhất lập tức thi triển kiếm ý tiên thiên đại thành của mình. Cùng là kiếm ý tiên thiên nhưng tiểu thành và đại thành lại chênh lệch như trời với đất. Đặc biệt là kiếm ý tiên thiên đại thành mà Lâm Nhất nắm giữ đã gần vượt xa khả năng suy nghĩ của bản thân, bao gồm đối thủ, thậm chí bao gồm bản thân Lâm Nhất. Hắn chỉ cảm nhận được uy hiếp, bản năng cơ thể làm ra phản ứng với cái giá thấp nhất và tốc độ nhanh nhất. Phụt. Trong nháy mắt, Bạch Lăng đang giơ kiếm lên hộc ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài rìa như một tia sáng cầu vồng. Kiếm của hắn ta còn ở giữa không trung nhưng người đã nằm bất tỉnh bên rìa, vết thương trên ngực đang chảy máu không ngừng. Leng keng. Trường kiếm rơi xuống đất. Lắc lư phát ra tiếng leng keng khiến mọi người giật mình hoàn hồn lại. Ai cũng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, trong mắt như muốn rơi ra ngoài, nhưng họ lại không thể nói nên lời như đang bị bóp cổ. Đây là loại kiếm pháp gì? Thần quỷ cũng phải sợ hãi, nhanh đến mức đáng sợ. Lại một kiếm đánh bại Bạch Lăng. Tất cả khán giả đều ngạc nhiên,
đôi khi không nói gì còn có ích hơn nói. Nhát kiếm này của Lâm Nhất quá tuyệt vời, tốc độ nhanh hơn rất nhiều người nghĩ, cho đến khi bội kiếm của Bạch Lăng rơi xuống đất. Mọi người mới như tỉnh dậy từ cơn mơ, Bạch Lăng, tân tú của Thanh Mộc Các đã thua. Hơn nữa còn thua rất thê thảm, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng sau khi nghĩ lại, mọi người cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu hắn ta còn tỉnh thì có lẽ sẽ rất khó chịu và uất ức. Chiêu kiếm tên là Sắt Trá Phong Vân kinh khủng kia chưa kịp thành hình đã bị Lâm Nhất đánh bại nhanh như chớp. Đừng nói đến cơ hội thi triển, ngay cả Lâm Nhất ra tay thế nào cũng không thấy rõ, thua một cách uất ức thế mà. Còn không biết hắn ta sẽ phải chịu cú sốc như thế nào. Sau khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, mọi người đều cảm thấy khó chịu thay Bạch Lăng. Vèo. Một bóng dáng mơ hồ chợt lóe rồi biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh Bạch Lăng. Người nọ kiểm tra thương tích trên người Bạch Lăng rồi thở phào nhẹ nhõm, nhờ Lâm Nhất nương tay nên Bạch Lăng chưa đến mức bị thương nặng hoặc tàn phế. Tuyệt Trần giơ tay lên, bội kiếm của Bạch Lăng trên đài Thăng Long bay vút vào tay hắn ta. Răng rắc. Tuyệt Trần vừa mới nắm chặt chuôi kiếm thì thân kiếm đã vỡ vụn, hắn ta khẽ biến sắc, tức khắc nhìn về phía Lâm Nhất, thanh kiếm trong tay ngươi tên là gì? Táng Hoa. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, trả lời đúng sự thật. Ta là người táng hoa cũng táng người. Tên rất hay. Tuyệt Trần khen một câu, ngẩng đầu lên bảo cảm ơn. Cảm ơn cái gì thì không nói cụ thể. Nhưng có thể đoán được đại khái, có lẽ là cảm ơn Lâm Nhất đã nương tay giữ một mạng cho Bạch Lăng. Hình ảnh hắn giết Tần Dương bằng một kiếm, đầu đối phương lìa khỏi thân trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Ai cũng đều biết Lâm Nhất không phải hạng người lương thiện, một khi giết người sẽ không nương tay. Hắn không hề kiêng dè lai lịch của đối phương, đệ tử của chín đại bá chủ cũng giết không tha. Tính ra Bạch Lăng cũng từng khiêu khích Lâm Nhất. Hắn ta có thể còn sống đủ để chứng minh đối phương không phải là người thích giết chóc. Với tư cách là một trong Nam Hoa Thất Anh, Tuyệt Trần cũng rất phong độ, sau khi cảm ơn liền nhanh chóng rời đi. Hắn ta còn phải trị thương cho Bạch Lăng, người sư đệ này của hắn ta đủ tư cách lọt vào vòng xếp hạng, ít nhiều gì cũng phải ghi được tên lên bảng. Cứ thế mà về thì quá đáng tiếc. Hóa ra thanh kiếm trong tay hắn tên là Táng Hoa. Thảo nào lúc trước có người gọi hắn là công tử Táng Hoa. Cùng thắng 10 trận liên tiếp nhưng chênh lệch giữa Bạch Lăng và công tử Táng Hoa lại lớn đến mức đáng sợ. Sau khi hoàn hồn lại, có khán giả không nhịn được cảm thán. Nhát kiếm đó quá nhanh, có thể đoán được kiếm ý của hắn rất khủng khiếp, ai có thể ngờ được lại khủng khiếp đến mức này. Có lẽ đây mới là kiếm khách chân chính, ta thấy trong số những tân tú của quần Long Thịnh Yến đợt này, hắn... Nguyệt Vi Vi và Bạch Lê Hiên có thể liệt vào 3 vị trí đầu. Tại sao ta lại cảm thấy hắn có thể đứng nhất, thậm chí có khả năng đánh một trận trực diện với Tam Vương Thất Anh nhỉ? Không không không, Tam Vương Thất Anh không phải tân tú có thể dễ dàng lay chuyển, cần phải quan sát thêm. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lâm Nhất thật sự rất đáng kinh ngạc, đúng là nhiệt huyết sôi trào, quần Long Thịnh Yến đợt này quá đặc sắc. Trận đấu này quá đặc sắc. Khán giả trầm trồ thán phục, gây ra phản ứng dữ dội. Lâm Nhất rời sân hồi lâu nhưng tiếng bàn tán ở bốn phía vẫn không có dấu hiệu dừng lại, những lời nghị luận về hắn thực sự quá nhiều. Có rất nhiều người theo dõi từ đầu cuộc chiến cực kỳ sùng bái Lâm Nhất, họ cảm nhận được phong thái của người kiếm khách từ hắn. Lạnh lùng, kiêu ngạo, cố chấp, bình tĩnh. Kiếm pháp cao siêu, thực lực sâu không lường được, quyết đoán, bá đạo và điềm tĩnh. Tất cả đều khiến mọi người vô cùng tò mò về Lâm Nhất. Họ nóng lòng muốn biết rốt cuộc hắn sẽ đi được bao xa trong trận đại chiến tiếp theo. Rất nhiều người của nhóm 4 và nhóm 7 thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Nhất, nỗi khiếp sợ sâu trong lòng họ không gì sánh nổi. Đặc biệt là Diệp Thanh Phong, mặc dù hắn ta đã đoán trước được Lâm Nhất sẽ chiến thắng, nhưng không ngờ lại thắng một cách xuất sắc như vậy. Lâm Nhất chắc chắn sẽ trở thành đối thủ mạnh trong lòng họ. Nếu như gặp được sẽ cực kỳ khó giải quyết. Không chỉ nhân tài kiệt xuất của nhóm đối chiến hỗn hợp, rất nhiều cao thủ của những nhóm khác theo dõi trận đấu này đều nhìn về phía Lâm Nhất. Nam Cung Vãn Ngọc, yêu nghiệt dùng kiếm thuộc Nam Hoa Thất Anh nổi tiếng khắp Nam Vực,
còn có cả Lý Mộ Bạch của Thiên Kiếm Tông. Trong mắt hắn ta có một tia sáng xẹt qua, trước đó hắn ta hoàn toàn không để Lâm Nhất vào mắt, hắn ta không thèm để ý tới loại nhân vật nhỏ như Lâm Nhất. Nhưng bây giờ Lâm Nhất để lộ kiếm ý đã khơi dậy sự hứng thú không nhỏ trong lòng hắn ta, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, chút hứng thú này cũng không làm được gì. Có lẽ người này còn có thể mang tới cho mình bất ngờ khác. Lý Mộ Bạch lẩm bẩm, ý cười hiện lên trên mặt. Rất nhiều người của Tử Nguyệt Động Thiên cũng theo dõi trận đấu này, nhưng họ đều tỏ ra lạnh lùng, mặt không cảm xúc, thậm chí mơ hồ có vẻ không vui. Khuynh Nhược U không hề muốn xem, nét mặt nàng ta u ám đến đáng sợ, dường như không thể tiếp tục giữ được vẻ bình tĩnh. Nỗi nhục nhã ở Thành Mộ Kiếm là một cú sốc rất lớn đối với nàng ta không hề muốn nhớ lại. Nhưng tiểu tử Lâm Nhất này lại xuất hiện trong Quần Long Thịnh Yến và liên tục giành chiến thắng, đến bây giờ đã tỏa sáng rực rỡ, muốn không chú ý cũng rất khó. Không ai có thể giải quyết tên kiếm nô này ư. Khuynh Nhược U căm tức nói thầm trong lòng. Nàng yên tâm, hắn chưa đủ tư cách lọt vào mắt ta, nếu gặp thì ta chỉ cần tiện tay giết là xong. Phú Hạo Thiên ở bên cạnh nhìn thẳng về trước, thản nhiên đáp. Không, ta sẽ tự tay đánh bại hắn, ta muốn ả nữ nhân ta tiện kia biết ở trong mắt ta tên kiếm nô này chẳng là cái thá gì cả. Khuynh Nhược U nghiến răng nói, vừa nghĩ đến Tô Hàm Nguyệt, mặt nàng ta như còn đang đau rát. Nói đi nói lại, nàng ta vẫn hận Tô Hàm Nguyệt hơn Lâm Nhất, thậm chí còn cảm thấy khó chịu với Nguyệt Phi Phi được Lâm Nhất đối xử khác biệt, nhìn thế nào cũng chướng mắt. Nghe vậy, Vũ Hạo Thiên không nói gì nữa, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn ta vô cùng kiêu ngạo, tiêu chuẩn cao đến mức chỉ miễn cưỡng để 10 người đứng đầu Tam Vương Thất Anh đợt trước vào mắt, Quần Long Thịnh Yến không có ai xứng để hắn ta nhìn bằng mắt. Thực lực này chắc hẳn có thể đỡ được 3 chiêu trong tay mình. Nhưng chung quy cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Viêm Long Tử của Thiên Yêu Các tỏ ra khinh thường, cười khẩy nói. Hắn ta đảo mắt qua thì nhìn thấy Nguyệt Phi Phi, đối phương đang chống cằm hứng thú quan sát Lâm Nhất, đôi mắt quyến rũ chúng sinh dường như đang phát sáng. Viêm Long Tử mỉm cười bảo, Phi Phi, có vẻ như cô rất thân với hắn. Nguyệt Phi Phi lại như không nghe thấy, hoàn toàn không quan tâm khiến hắn ta vô cùng xấu hổ. Mặt Viêm Long Tử khẽ run, hắn ta đổi xưng hô, tiếp tục hỏi, sư muội, muội thân với tên Lâm Nhất này lắm hả? Sao sư huynh lại hỏi việc này? Ta có thân với Lâm ca ca hay không, huynh quan tâm lắm à? Nguyệt Phi Phi cười như không cười trả lời, dáng vẻ rất động lòng người, đáng tiếc là không quay đầu qua nhìn Viêm Long Tử. Ta chỉ hỏi bừa thôi. Cách xưng hô Lâm ca ca khiến Viêm Long Tử hơi sững sờ. Sau đó hắn ta không nói thêm gì nữa. Xưng hô đã thân mật như vậy, nếu hắn ta còn tiếp tục hỏi thì có vẻ quá ngu xuẩn. Một ngọn lửa không tên bốc lên từ dưới đáy lòng, tiểu tử kia có năng lực gì chứ, đừng nói là làm đối thủ của mình, ngay cả 10 vị trí đầu cũng không lọt vào được. Hừ, nữ nhân này thật lẳng lơ, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho cô biết sự lợi hại của ta. Viêm Long Tử cười xấu xa nhìn Nguyệt Phi Phi. Vẻ tham lam khó phát hiện chợt thoáng qua trong mắt hắn ta. Chấm chấm chấm. Cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra. Yêu nghiệt của các nhóm khác lần lượt ra sân. Những yêu nghiệt như Nguyệt Phi Phi và Bạch Lê Hiên đều có biểu hiện rất xuất sắc, tiếp tục giữ truyền kỳ bất bại của mình. Ngoài ra còn có rất nhiều tân tú không có tiếng tăm trong vòng tích điểm bộc phát thực lực khiến người ra kinh ngạc. Đến vòng loại này không còn ai dám che giấu thực lực nữa. Hắc mã liên tục xuất hiện, thậm chí còn có một số nhân tài kiệt xuất có thể ép Tam Vương Thất Anh thi triển vài chiêu, mức độ kịch liệt và đặc sắc của cuộc tranh tài hơn xa hôm qua. Nhưng mức độ thê thảm cũng cao hơn gấp mấy lần. Rất nhiều tiền bối và nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân đợt trước liên tục bị loại, ngay cả tư cách tiến vào vòng xếp hạng cũng không có, khiến người ta được mở mang tầm mắt. Có người tính sơ lược qua. Đến lúc này đã có hơn 30 nhân tài kiệt xuất bảng Long Vân đợt trước bị loại, trong đó có không ít nhân tài kiệt xuất bảng trong, thậm chí yêu nghiệt hàng đầu cũng có một số người thua thảm hại trong vòng loại này. Những người đều tỏ ra không cam lòng, nhìn mà thổn thức không thôi. Trò giỏi hơn thầy, người mới thay thế người cũ, đại thế tiến đến, người bị loại đã được định sẵn không có duyên phận.
Trong lúc chờ đợi thi đấu, Lâm Nhất nhắm mắt điều tức một lát, sau đó nhìn về phía những người hắn quen. Dương Phàm đã thua 2 trận, tình hình khó khăn, khả năng tiến vào vòng xếp hạng cực kỳ xa vời. Cơ Vô Dạ chỉ thua 1 trận, còn giữ hy vọng lên cấp rất lớn. Bạch Lê Hiên và Ô Tiếu Thiên thì vẫn dũng mãnh như thường, cả hai cao thủ một mới một cũ này đều tạo nên tên tuổi cho mình. Về phần Nguyệt Phi Vi, nàng ta vẫn rất nổi tiếng, mỗi lần ra sân đều gây náo động rất lớn. Trận đấu vừa rồi chung quy vẫn làm Lâm Nhất cảm nhận được sự tồn tại của áp lực, cũng khiến mọi người biết đến tên của Táng Hoa. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi, Hoa Sen chỉ mới để lộ phần đỉnh, mục tiêu của hắn còn xa hơn thế nữa. Quần Long Thịnh Yến, hắn nhất định sẽ lọt vào 10 vị trí đầu. Đây là ước hẹn với Tô Hàm Nguyệt và cũng là chấp niệm trong lòng hắn. Trong thế giới người người như rồng kia chắc chắn sẽ có một vị trí của kiếm Táng Hoa. Khung cảnh của Quần Long Thịnh Yến cực kỳ náo nhiệt. Trong lúc Lâm Nhất chờ đợi, cuộc hỗn chiến của nhóm 4 và nhóm 7 lại bắt đầu một lượt mới. Tuyệt trần đấu với Tịch Phong. Giọng trọng tài vừa dứt, các khán giả xung quanh Lâm Nhất đột nhiên yên tĩnh lại. Không chỉ xung quanh hắn, ngay cả những khán giả ở các hướng khác đều sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn qua, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tịch Phong là ai? Sự khó hiểu dâng lên trong lòng Lâm Nhất, đợi sau khi hai người lên sân, hắn mới bừng tỉnh. Là người đó. Trong 10 nhóm nhỏ của vòng tích điểm trước đó, mỗi nhóm nhỏ đều có một người thuộc 10 vị trí đầu đợt trước, Tam Vương Thất Anh được phân vào 10 nhóm khác nhau. Tam Vương Thất Anh trong nhóm 7 chính là Tịch Phong, chỉ là người này chưa ra sân, đối thủ toàn chủ động nhận thua, ngay cả trọng tài cũng coi nhẹ hắn ta. Đến nỗi Lâm Nhất ở nhóm 7 chỉ nhớ Tam Vương Thất Anh của các nhóm khác, không hề chú ý đến sự tồn tại của người nọ. Thảo nào lại khiến mọi người chú ý như thế, đây hẳn là trận đấu xuất hiện Tam Vương Thất Anh đầu tiên kể từ khi Quần Long Thịnh Yến bắt đầu cho đến bây giờ. Tuyệt Trần, đại sư huynh của Thanh Mộc Các, hạng 8 bảng Long Vân đợt trước, thực lực sâu không lường được, ngay cả tu vi cũng khiến người ta không thể nhìn thấu. Tịch Phong, yêu nghiệt duy nhất không xuất thân từ thế lực cấp bậc bá chủ trong Tam Vương Thất Anh, hạng 10 bảng Long Vân đợt trước. Tuy hắn ta là người đứng cuối trong Tam Vương Thất Anh, nhưng không ai dám coi thường hắn ta. Trong tình huống tài nguyên không bằng đệ tử thế lực cấp bậc bá chủ mà lại có thể lọt vào 10 vị trí đầu, đủ để chứng minh hắn ta đáng sợ cỡ nào. Hai người gặp nhau ở vòng loại nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Một người hạng 8, một người hạng 10. Thật ra chênh lệch không nhiều như trong tưởng tượng. Nay đã qua 4 năm, hai người giao đấu khó nói trước được thắng bại. Dù thế nào đi nữa, trận đấu của hai người ít nhiều cũng có thể nhìn ra một số át chủ bài của Tam Vương Thất Anh. Sự hứng thú lập tức dâng lên trong lòng Lâm Nhất, dù gì hắn cũng muốn tiến vào 10 vị trí đầu, hiện giờ Tam Vương Thất Anh đều là chướng ngại vật của hắn, cần phải đẩy họ xuống mới được. Nhưng Lâm Nhất đoán hai người này sẽ không ra tay đánh nhau, dù sao đây cũng không phải vòng xếp hạng. Cả hai người đều có thể thua được, chẳng qua không có thể diện lắm thôi. Một chiêu phân thắng bại đi. Tịch Phong nói thẳng không chút do dự. Tuyệt Trần mỉm cười đáp, hợp ý ta. Hai người không chào hỏi, không nói lời thừa, cả hai đều ăn ý với nhau. Đối thủ chân chính của họ là một trong những Tam Vương Thất Anh khác ở dưới đài. Bại lộ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Mặc dù cục diện này là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng vẫn không khỏi khiến người ta hơi thất vọng. Trên đài Thăng Long, Tịch Phong ra tay trước, hai tay hắn ta đột nhiên chắp tay vào nhau. Khi hai tay hắn ta hoàn toàn chắp lại trước ngực, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên bên tai mọi người, mấy nghìn người trên khán đài lập tức ngất xỉu. Trong số những người còn có thể mở mắt có không ít người sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng. Tuyệt Trần không dám coi thường, hắn ta cũng chắp tay lại, những làn khói xanh thoát ra từ lỗ chân lông, lượn lờ như có sự sống. Ý chí võ học mạnh quá. Kiếm ý quanh người Lâm Nhất âm thầm sao động, rất nhiều ánh sáng đom đóm không thể thấy bằng mắt thường bị vỡ ra, nhưng kiếm ý của hắn đã đạt tới cảnh giới thông linh, ánh sáng đom đóm vỡ vụn rất nhanh đã hợp lại, không bị thương. Đó là vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất,
hắn nhìn thấy một đôi cánh thần điểu hỏa diễm sau lưng Tịch Phong, có điều đôi cánh đó chỉ xuất hiện trong tích tắc, ngay cả bản thân Tịch Phong cũng biến mất. Ngay khi Tịch Phong ra tay, Tuyệt Trần cũng ra tay, hai người biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người cùng lúc gây nên một tràng tiếng thốt kinh ngạc. Ầm ầm. Ngay sau đó, nước hồ xung quanh đài Thăng Long đột nhiên nổi lên như một con rồng khổng lồ gầm thét. Vô số bọt nước rít gào, nước hồ nổi lên biến thành một con hung thú dữ tợn, như một con mãng xà điên cuồng quấn quanh cả đài Thăng Long. Một lúc lâu sau, đợi đến khi sóng gió yên tĩnh, mọi người mới đứng dậy nhìn qua, muốn biết rốt cuộc trên đài Thăng Long đã xảy ra chuyện gì. Ta thua. Tuyệt Trần ôm ngực, ho khan một tiếng. Vòng xếp hạng mới là cuộc tranh tài cuối cùng, đây chỉ như trò đùa trẻ con thôi, không thể tính là thắng bại chân chính. Tịch Phong giành chiến thắng, bình tĩnh lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi có nhìn thấy không? Làm sao thấy được, ta sắp sợ chết rồi đây này, cách xa thế mà lại cảm thấy tim như muốn vỡ tung. Ngồi xem cũng có nguy hiểm, cao thủ cấp bậc Tam Vương Thất Anh quá khủng khiếp. Hiện trường ồn ào náo động, trận đấu này khiến người ta chấn động nhưng lại có vẻ mơ hồ, mông lung. Rất ít người có thể thấy rõ, sau khi thấy rõ còn có thể biết tại sao Tuyệt Trần là người thua thì càng ít ỏi. Lâm Nhất lại nhìn thấy rõ ràng, khi giao đấu, Tịch Phong dùng ý chí hỏa diễm biến ra đôi cánh của thần điểu Thanh Loan, còn sau lưng Tuyệt Trần là một cây thần thụ cao nghìn trượng che phủ bầu trời, vô cùng bá khí. Nhưng chung quy Tịch Phong vẫn mạnh hơn một chút, trong tích tắc đôi cánh thanh loan kia đã đốt trụi thần thụ nghìn trượng, chỉ còn sót lại thân cây. Có điều trước khi thần thụ bị đốt trụi, nó đã rung lắc như một con rồng khổng lồ, vô số lông vũ hỏa diễm bị đánh tan. Nếu như tiếp tục giao đấu, thắng bại rất khó nói trước, chỉ đánh một chiêu thì chắc chắn Tuyệt Trần sẽ chịu thiệt. Đối với cao thủ cấp bậc này, tu vi không còn quá quan trọng. Thứ cần so sánh là ý chí võ học lĩnh ngộ sâu bao nhiêu và công pháp của bản thân, cùng với dung hợp cả hai. Chỉ trong một chiêu, Lâm Nhất chỉ có thể nhìn ra được bấy nhiêu, nhưng thu hoạch rất to lớn. May mà hắn nắm giữ kiếm ý thông linh, nếu kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong gặp phải cấp bậc này, có lẽ sẽ không sống được quá ba chiêu. Lĩnh ngộ những ý chí võ học khác đến cảnh giới cao thâm không hề yếu hơn so với kiếm ý, thậm chí còn mạnh hơn. Tam Vương Thất Anh, danh bất hư truyền. Trận đấu này đã gây chấn động rất lớn, mang lại cho mọi người nhận thức mới về thực lực của Tam Vương Thất Anh. Dù sao cũng là cao thủ thuộc 10 vị trí đầu đợt trước, không ngờ sau 4 năm học đã mạnh đến mức này, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Nhóm người Bạch Lê Hiên vẫn có chênh lệch khá rõ rệt so với Tam Vương Thất Anh. Khó lắm, không biết rốt cuộc vòng xếp hạng cuối cùng sẽ có ai thay đổi 10 thứ hạng đầu hay không. Những người cảm thấy các tân tú như Lâm Nhất có thể lọt vào 10 vị trí đầu trước đó đều hơi bi quan. Thời gian dần trôi qua, các nhóm đối chiến lần lượt ra sân. Lâm Nhất chú ý tới một cao thủ trong một nhóm khác, đó là cao thủ đến vòng loại mới bại lộ. Một cao thủ dùng đao tên là Trúc Thanh Sơn, hắn ta mặc áo đen và đội mũ trùm đầu. Trong vòng tích điểm hắn ta hoàn toàn không nổi bật. Đến vòng loại gặp phải yêu nghiệt hàng đầu mới lộ ra thực lực chân chính. 10 đao chém yêu nghiệt hàng đầu xếp hạng 21 đợt trước thành hai nửa. Hắn ta đã trở thành tân tú giết chết yêu nghiệt hàng đầu trên đài sau Lâm Nhất, đao pháp của hắn ta vô cùng tàn nhẫn và tạo sức công kích cực mạnh cho đối thủ. Sau trận đấu này, Trúc Thanh Sơn không che giấu nữa, tiếp theo lại có hai người chết dưới đao của hắn ta. Hung danh hiển hách của hắn ta lập tức lan truyền, tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho các tuyển thủ cùng nhóm. Lâm Nhất đấu với Phong Vô Đạo. Khi mọi người đang kinh ngạc trước sự độc ác của Trúc Thanh Sơn, trận hỗn chiến giữa nhóm 4 và nhóm 7 lại đến lượt Lâm Nhất ra sân. Rất nhiều khán giả lập tức trở nên hăng hái, ai cũng nhìn qua với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Từ sau khi Lâm Nhất đánh bại Bạch Lăng, độ nổi tiếng của hắn đã gần bằng Tam Vương Thất Anh. Thậm chí còn hơn thế nữa. Mọi người có thể cảm nhận được phong thái của người kiếm khách từ hắn, vui tai vui mắt nhưng lại không mất bá khí. Còn Phong Vô Đạo cũng là một cao thủ, hắn ta thắng liên tiếp, đến giờ vẫn chưa thua trận nào, khí huyền hoàng trong ngọc bội nặng trĩu, cực kỳ lóa mắt. Có cái để xem rồi,
cả hai đều là cao thủ đến từ nhóm 4, không biết ai mới có thể duy trì thành tích thắng liên tiếp. Còn cần phải nói sao, chắc chắn là Lâm Nhất. Chưa chắc đâu, Phong Vô Đạo cũng không phải kẻ yếu, hắn ta là tân tú đầu tiên thắng yêu nghiệt hàng đầu đấy. Bầu không khí tại hiện trường nóng lên, Phong Vô Đạo và Lâm Nhất đều có khá nhiều người ủng hộ, nhưng tóm lại người ủng hộ Lâm Nhất vẫn nhiều hơn một chút. Họ đều rất mong chờ, không biết Phong Vô Đạo với ý chí lôi đình cực kỳ cao thâm có thể dồn ép Lâm Nhất đến tình cảnh nào. Vị kiếm khách bí ảnh này còn bao nhiêu át chủ bài chưa bị mọi người biết. Hình như không có ai cảm thấy ta có thể thắng thì phải. Trên đài Thăng Long, Phong Vô Đạo cười bảo, hắn ta có thể nghe thấy rất rõ âm thanh ngoài sân, nhưng trong lời nói của hắn ta có vẻ không quan tâm lắm. Người rất mạnh, nhưng muốn thắng ta thì thực sự rất khó. Lâm Nhất Thành thật đáp. Đối mặt với vị tân tú theo đuổi đạo lôi đình giống mình này, Lâm Nhất ít nhiều cũng có phần tôn trọng. Nhưng lời hắn nói cũng là sự thật, có lẽ đối phương có át chủ bài chưa thi triển, nhưng bản thân Lâm Nhất cũng không phải không có. Chẳng qua lời nói thật này vào tai Phong Vô Đạo lại không dễ nghe chút nào. Hừ, một đám vô dụng có mắt không tròng, người thật sự coi mình là người đứng đầu sau Tam Vương Thất Anh sao? Phong Vô Đạo sầm mặt lại, khịt mũi một tiếng, nếu kiếm ý của ngươi chỉ mới tiên thiên đại thành, trận đấu này ngươi chắc chắn sẽ thua. Phong Vô Đạo tỏ ra vô cùng tự tin, nói với giọng nặng nề. Hắn ta vừa dứt lời thì bỗng có một tia chớp xẹt qua bầu trời, vùng trời phía trên đài Thăng Long đột nhiên tối sầm. Dưới ánh chớp chiếu rọi, Phong Vô Đạo đứng đó với mái tóc dài tung bay, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Ý chí lôi đình đại thành đỉnh phong. Rất nhiều người kinh ngạc, con người đột nhiên co rụt, không ngờ ý chí lôi đình của Phong Vô Đạo lại mạnh đến vậy. Nó không chỉ mạnh mà hắn ta còn điều khiển tự nhiên, gần như là tùy thích. Phong Vô Đạo nhẩm niệm, trên bầu trời xuất hiện lôi vân cuồn cuộn bao phủ đài Thăng Long, nhìn lôi vân dày đặc như bức màn sắt kia khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Từng tia chớp liên tục xẹt qua. Cả đài Thăng Long đều bị bao trùm trong ý chí lôi đình của Phong Vô Đạo. So với sự thoải mái của kiếm ý, ý chí lôi đình này cuồng bạo hơn rất nhiều. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, người này khó giải quyết lắm đây. Quần Long Thịnh Yến càng lúc càng thú vị. Dưới sự bao trùm của lôi vân đen kịt dày đặc, Phong Vô Đạo bừng bừng khí thế, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, có cảm giác như nhìn từ trên cao xuống. Kiếm ý chẳng có gì ghê gớm. Người khác sợ Lâm Nhất nhà ngươi, nhưng ta thì không. Phong Vô Đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, lạnh lùng tuyên bố. Hắn ta vẫn luôn theo dõi Lâm Nhất, đặc biệt là trận đấu của hắn với Bạch Lăng, sau cùng Lâm Nhất thi triển kiếm ý khiến người ta được mở mang tầm mắt, vô cùng kinh ngạc. Trận đấu này đã giúp Lâm Nhất trở nên nổi tiếng, hoàn toàn hất văng Phong Vô Đạo. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng Lâm Nhất và Phong Vô Đạo không phải đối thủ cùng đẳng cấp, không nhiều người cảm thấy hắn ta sẽ thắng trận này. Sâu trong lòng Phong Vô Đạo cảm thấy rất không hài lòng về chuyện này, cho nên hắn ta quyết định cho đám người này nhìn kỹ. Phản ứng của mọi người trên khán đài cũng thật sự giống như dự đoán của hắn ta. Sau khi nhìn thấy ý chí lôi đình đáng sợ kia, rõ ràng các võ giả đang theo dõi trận chiến đều im lặng, nét mặt trở nên nặng nề. Không dám phán xét bừa bãi nữa. Cứ ra tay đi, không cần nhiều lời. Lâm Nhất lạnh lùng nói, không tranh cãi với hắn ta. Kiếm ý thật sự không có gì ghê gớm, nhưng phải xem là người nào dùng nó nữa. Ví dụ như Bạch Lăng, kiếm ý của hắn ta còn không đáng một đồng trước mặt Lâm Nhất. Dù cùng là kiếm ý tiên thiên tiểu thành, nhưng Lâm Nhất cảm thấy hắn có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Con đường tu luyện. Lĩnh ngộ cảm đạo và thiên phú kiếm đạo của hai người hoàn toàn không thể nào giống nhau. Sấm vang bát hoang. Phong Vô Đạo ra tay trước, hắn ta có thể liên tục chiến thắng đến lúc này đương nhiên là thực lực không tệ, hắn ta không nhúc nhích, nhưng chân nguyên trên người lại dao động. Sau đó, hắn ta giơ tay đánh xuống một chưởng. Oanh! Lôi vân trên bầu trời lập tức tạo thành tiếng vang lớn, tiếng sấm không dứt, chưởng mang trên tay hắn ta tràn đầy tử quang. Vô số điện quang màu tím di chuyển trong không trung, vô số lôi quang chồng lên nhau, ngưng tụ thành một cự chưởng lôi điện to tựa như núi.
Đài Thăng Long không ngừng rung động, gió mạnh thổi bay quần áo của Lâm Nhất, giống như có thể cuốn hắn đi bất cứ lúc nào. Có thể tưởng tượng được khi trưởng mang này tấn công trực diện sẽ có sức công phá đáng sợ đến mức nào. Rắc. Một ánh sáng chói mắt xuất hiện, giữa bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện một vết nứt từ trên xuống dưới, lúc cự trưởng lôi điện đánh tới trước mặt Lâm Nhất thì nó đã nứt ra, chia thành hai nửa rồi bay đi. Trên người Lâm Nhất đứng ở giữa vẫn còn có chút điện quang còn sót lại, nhưng hắn lại không hề thương tổn gì. Phá lôi chạm. Trong mắt Phong Vô Đạo lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn ta đã đoán trước được rằng chiêu này không thể nào thật sự đả thương Lâm Nhất được. Phong Vô Đạo di chuyển, hắn ta đã chuẩn bị chiêu khác từ trước, cũng nhanh chóng đánh về phía Lâm Nhất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lâm Nhất ung dung di chuyển, kiếm tựa như điện, kiếm quang khiến người khác hoa cả mắt luôn có thể đánh tan sát chiêu của đối phương trước khi nó rơi xuống. Chết tiệt. Sắc mặt Phong Vô Đạo hơi thay đổi, hắn ta phát hiện tuy ý chí lôi đình của bản thân có thể áp chế được kiếm ý của đối phương. Nhưng chỉ cần hắn ta tấn công, chiêu thức di chuyển đến trước mặt Lâm Nhất chắc chắn sẽ bị hóa giải một cách dễ dàng. Nếu còn tiếp tục như thế, đến khi hắn ta tiêu hao hết chân nguyên, không thể duy trì uy áp lôi đình như thế. E rằng kiếm ý tiên thiên đại thành của đối phương sẽ lập tức nuốt chửng hắn ta như nước lũ và thú dữ. Không được, phải đánh nhanh thắng nhanh. Phong Vô Đạo quyết tâm, lôi vân dày đặc trên bầu trời lập tức không ngừng chuyển động. Lôi vân phong bảo. Hắn ta có kinh nghiệm trước thất bại của Bạch Lăng, chuẩn bị sử dụng sát chiêu trong lúc đấu hạng, gần như thi triển trong nháy mắt. Vù vù. Lôi vân màu đen trên bầu trời lập tức bay xuống như hoa tuyết, một khắc sau, gió lớn nổi lên. Dưới cuồng phong chân nguyên do Phong Vô Đạo điều khiển, hoa tuyết ngưng tụ từ lôi đình lập tức diễn hóa thành gió bão vô cùng đáng sợ, mang theo khí thế cắn nuốt núi sông di chuyển về phía Lâm Nhất. Lôi vân phong bạo màu đen cao đến trăm trượng, trong lúc di chuyển còn tản ra dư âm sắc bén, lan ra khắp toàn bộ chiến đài. Đòn tấn công hoàn toàn không có góc chết. Phong Vô Đạo tự tin rằng sớm muộn gì đối phương cũng sẽ bị cuốn vào trong, một khi tiến vào trong bão tố, kiếm ý của đối phương sẽ không còn đất dụng võ. Trước giờ thân thể của kiếm khách luôn không mạnh, một khi không sử dụng được kiếm ý thì chắc chắn sẽ thua. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Lâm Nhất tiến về phía trước một bước, kiếm táng hoa trong tay chém ra 18 tia kiếm quang như điện. Mỗi một tia kiếm quang đều xông thẳng lên trời. Kiếm mang ngưng tụ hoàn toàn bằng điện quang lóe lên tia sáng chói mắt. Tốc độ bay lên nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng. Xoẹt. Gần như trong nháy mắt, lôi vân vừa dày vừa nặng trên bầu trời đã bị đâm ra 18 lỗ thủng to lớn. Ánh mặt trời xuyên qua 18 lỗ thủng kia, chiếu sáng lên kiếm quang, khiến tia sáng trông chói mắt đến đáng sợ. Tóc đen như suối, quần áo xanh như mây, Lâm Nhất xoay kiếm. 18 tia điện quang lập tức chồng lên nhau. Lôi vân dày nặng vốn bị chọc ra vô số lỗ thủng trên bầu trời lập tức rách ra như vải vóc, chẳng mấy chốc đã bị đánh tan, ánh mặt trời lại xuất hiện một lần nữa. Oanh! Lôi vân phong bạo vốn cực kỳ đáng sợ lại tựa như yêu ma quỷ quái bị ánh mặt trời vùi lấp. Đương nhiên những người có mắt quan sát đều có thể nhìn ra đây là vì ý chí lôi đình của Phong Vô Đạo đã bị đánh tan. Căn cơ của lôi vân phong bạo cũng đã bị hủy, đương nhiên lôi vân không thể nào tồn tại được nữa. Dù đã đến ngay trước mặt Lâm Nhất, nhưng cũng chỉ có thể tan biến như mây khói. Keng! Kiếm táng hoa chém ra một đường vòng cung trên không trung, Lâm Nhất cất kiếm lại vào bao, đường cung ngưng tụ từ 18 kiếm mang kia lại tản ra một lần nữa. Phụt! Phong Vô Đạo vô cùng dũng mãnh, tuy ý chí lôi đình đã bị phá. Nhưng hắn ta vẫn tránh thoát được đa số kiếm mang. Dù thế, hắn ta vẫn bị trúng ba kiếm, một kiếm xuyên thủng vai phải của hắn ta, khiến hắn ta bay lên không trung. Lại một tia kiếm quang xuyên thủng vai trái của hắn ta, sức công phá đáng sợ khiến hắn ta mất khống chế xoay tròn trên không trung. Chiêu kiếm cuối cùng đâm trúng ngực hắn ta, đánh vỡ chân nguyên hộ thể. Hắn ta xoay tròn trên không trung tựa như bao cát. Cuối cùng rời xuống ở rìa của đài Thăng Long. Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Rõ ràng trông giống như Lâm Nhất đã cất kiếm vào bao, nhưng Phong Vô Đạo lại bị rất nhiều kiếm quang đánh thê thảm.
đến khi kiếm táng hoa hoàn toàn nằm trong vỏ, Phong Vô Đạo đã quỳ một chân xuống đất, quần áo trên người nhuộm đỏ máu tươi. Kiếm cực kỳ nhanh, hoa nở như điện. Xuất thần nhập hóa. Mọi người tỏ vẻ sửng sốt như đang mơ, rất nhiều trưởng lão của thế lực cấp bá chủ đều mang nét mặt nặng nề, chậm rãi nói ra bốn chữ này. Xuất thần nhập hóa, dưới sự điều khiển của Lâm Nhất, chiêu bá kiếm thứ nhất được hắn sử dụng tùy ý, biến hóa không ngừng, không chút dấu vết, không thể tìm ra. Ngoài xuất thần nhập hóa, thật sự không còn từ nào để miêu tả cảnh giới cao siêu như thế. Phong Vô Đạo và Lâm Nhất hoàn toàn không phải cao thủ cùng cấp bậc, cách nhau hơi xa. Thật là một kỳ tài kiếm đạo. Hai trưởng lão của Thiên Kiếm Tông và Bắc Tuyết Sơn Trang hai thế lực lập tông với kiếm đều tỏ vẻ tán thưởng. Bây giờ xem ra, thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhất hoàn toàn không chỉ đơn giản là sánh bằng Nam Cung Vãn Ngọc nữa. Trọng tài quan sát, ông ta đoán được rằng Lâm Nhất sẽ chiến thắng, chỉ không ngờ là hắn lại thắng đẹp như vậy. Một kiếm pháp chưa từng để lộ nhưng lại vô cùng đáng sợ, kiếm pháp cũng giống như hoa trong tay hắn, muốn nó nở là nở, muốn nó tàn là tàn. Lại thắng rồi, đến hiện tại, Lâm Nhất vẫn giành chiến thắng liên tục. Thật đáng sợ, ta còn tưởng trận chiến này ngang tài ngang sức, không ngờ lại chiến thắng một cách bất ngờ. Từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn sử dụng kiếm ý tiên thiên đại thành, nhưng cũng chỉ bại lộ một chút. Sát chiêu hắn sử dụng là kiếm pháp chưa từng biểu diễn bao giờ. Lâm Nhất này thật sự khiến người ta thấy mong chờ, bây giờ ta rất muốn biết rốt cuộc hắn còn bao nhiêu lá bài tẩy. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người mới xôn xao bàn tán, kích động không thôi. Thậm chí cảm thấy Lâm Nhất chiến thắng còn hay hơn bọn họ tự mình thắng, vô hình chung dường như đã gửi gắm một phần hy vọng lên hắn. Tên này đúng là được mọi người chú ý. Diệp Thanh Phong của Tử Nguyệt Động Thiên bĩu môi, có vẻ không vui. Ha ha, ngươi không phục à? Phương Hàn Lạc cũng ở trong nhóm bốn khẽ mỉm cười, hứng thú hỏi. Thế ngươi thì sao? Diệp Thanh Phong lạnh lùng đáp trả, hai chúng ta rất có khả năng gặp phải hắn, ta không muốn trở thành bàn đạp cho người khác, trước khi đấu hạn, ta cũng không muốn chuỗi thắng liên tiếp bị mất. Phương Hàn Lạc chống cằm, híp mắt. Trong mắt hắn ta tràn đầy chiến ý, hắn ta cười nói, ta có dự cảm có lẽ hắn ta có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của ta, chỉ cần thắng hắn, ta rất có cơ hội tiến vào bảng 10 ở Quần Long Thịnh Yến năm nay. Mơ mộng hão huyền. Diệp Thanh Phong hoàn toàn không xem trọng Phương Hàn Lạc, còn tỏ vẻ khinh thường. Một tên điên luôn tìm kiếm đột phá trong đại chiến, chỉ cần lơ là một chút là sẽ chết một cách thê thảm. Thế mà hắn ta còn muốn bước vào bảng 10. Có thể sống qua đấu hạng hay không còn chưa biết được. Tựa như để chứng minh lời nói của bản thân, trận đánh tiếp theo, Diệp Thanh Phong chỉ sử dụng 3 chiêu đã nhanh chóng đánh bại đối thủ. Sức mạnh của Tam Tuyệt Trảo lại thể hiện ra trước mặt người đời. Tiếp tục chiến đấu. Những nhóm nhỏ khác hỗn chiến cũng rất đặc sắc, Tam Vương Thất Anh liên tiếp ra sân, thể hiện sự mạnh mẽ của họ. Trong những tân tú chiến đấu trước, ngày càng ít người có thể giữ được chuỗi thắng liên tiếp. Những tân tú ở những nhóm khác vẫn còn giữ được chuỗi thắng liên tiếp như Bạch Lê Hiên, Nguyệt Vi Vi và Đao Khách Hắc Bảo Trúc Thanh Sơn đều được mọi người chú ý. Khí huyền hoàng bên trong ngọc bội Long Vân trên người lóe lên ánh sáng rực rỡ như ngôi sao, vô cùng nổi bật. Mấy vòng sau, Lâm Nhất không gặp phải đối thủ nào quá mạnh mẽ, dễ dàng giành được chiếc thắng. Bất chi bất giác. Hắn đã thắng liên tục 15 trận. Vòng thứ 6, Lâm Nhất. Khi trọng tài đọc lên hai chữ Lâm Nhất, xung quanh đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Một khung cảnh kỳ lạ xuất hiện, vô số người rời mắt khỏi những đài thăng long khác, nhìn về phía này với ánh mắt nóng bỏng. Rất nhiều người chưa chiến đấu với Lâm Nhất trong nhóm 4 và nhóm 7 đều có sắc mặt khó coi, thầm than thở. Bây giờ ai cũng đã biết sức mạnh của Lâm Nhất. Mức độ nguy hiểm của cái tên này đã không thua kém gì Tuyệt Trần và Tịch Phong nữa. Vòng thứ 6, Lâm Nhất chiến đấu với Diệp Thanh Phong. Sau khi trọng tài nói xong, bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên sôi động, trận chiến này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Trước mắt Diệp Thanh Phong vẫn đang còn chuỗi thắng, cũng là một tân tú có biểu hiện nổi bật của Tử Nguyệt Động Thiên, tông môn gửi gắm hy vọng rất lớn vào hắn ta. Cuối cùng hai người này cũng gặp nhau rồi.
Ha ha, trong nhóm 4 và nhóm 7, ngoài Tuyệt Trần và Tịch Phong, đối thủ thật sự của Lâm Nhất cũng không nhiều, chỉ còn Diệp Thanh Phong và Phương Hàn Lạc nữa thôi. Không biết Tử Nguyệt Động Thiên có còn giữ được thể diện không đây? Tiếng bàn tán lọt vào tai, Diệp Thanh Phong thầm cười khẩy, lạnh lùng bước lên đài Thăng Long. Lâm Nhất cũng nhanh chóng đi lên. Diệp Thanh Phong nhìn hắn, trong mắt khó nén sự hưng phấn, cười khẩy nói, ta đã chờ mong trận chiến này lâu lắm rồi. Nhanh thôi, ngươi sẽ không còn mong đợi nữa. Lâm Nhất tùy tiện nói. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Thanh Phong đã xa sầm mặt, tiểu tử này có cần phách lối như thế không? Nhanh thôi, ngươi sẽ không còn mong đợi nữa. Một câu nói bình thản của Lâm Nhất lập tức khiến hội trường của Quần Long Thịnh Yến trở nên xôn xao, lời nói này thật sự quá kiêu ngạo. Hàm ý câu nói này quá rõ ràng, trận chiến này Diệp Thanh Phong chắc chắn sẽ thua, còn thua một cách thê thảm, không dám có suy nghĩ tranh đấu với Lâm Nhất nữa. Trên người Diệp Thanh Phong lập tức dâng lên khí thế đáng sợ. Khí thế dâng trào, cuồng phong nổi lên, nước hồ xung quanh đài Thăng Long không ngừng dao động. Làn sóng cuộn trào, liên tục gầm thét. Bán bộ thiên phách. Mọi người thầm thấy ngạc nhiên, tu vi của Diệp Thanh Phong này đã thăng lên bán bộ thiên phách, trong nháy mắt đã cách Lâm Nhất hai cảnh giới nhỏ. Tử Nguyệt Động Thiên che giấu kỹ thật, không ngờ Diệp Thanh Phong lại có tu vi bán bộ thiên phách, trận chiến này khó cho Lâm Nhất rồi đây. Tu vi chênh lệch quá xa, dù kiếm ý của Lâm Nhất đáng sợ nhưng cũng khá khó xử lý. Suy cho cùng hai người cũng có chênh lệch về tuổi tác, bây giờ Lâm Nhất chỉ mới 18, còn Diệp Thanh Phong đã 24 tuổi. Diệp Thanh Phong còn xuất thân từ Tử Nguyệt Động Thiên, nền tảng và thiên phú không thể quá tệ được. Dưới tình huống thiên phú và nền tảng tương đương, thiên tài bán bộ thiên phách đối mặt với cảnh giới âm dương viên mãn đã có ưu thế mang tính áp đảo. Đối mặt với tồn tại cảnh giới âm dương đại thành đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng chèn ép, không hề có gì khó khăn. Đa số thiên tài xuất chúng đều có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng điều kiện tiên quyết là công pháp và thiên phú không chênh lệch quá nhiều. Nhưng nếu công pháp tu luyện và nền tảng của đối phương đều không yếu hơn ngươi, muốn chiến đấu vượt cấp gần như là không có khả năng, yêu nghiệt cùng cấp bậc, tu vi mạnh mẽ sẽ có ưu thế hơn. Tuyển thủ của nhóm 4 và nhóm 7 đăm chiêu suy nghĩ, chẳng trách lúc trước Diệp Thanh Phong nói hắn ta không muốn thua trước khi đấu hạng. Tu vi thế này kết hợp với tam tuyệt trảo của hắn ta, cộng thêm nền tảng của Tử Nguyệt Động Thiên, chỉ cần không gặp phải Tam Vương Thất Anh thì thật sự rất khó thua. Khó xử lý đây. Lý Mộ Bạch của Thiên Kiếm Tông lắc đầu, thầm nói trong lòng. Hắn ta là kiếm khách nên khả năng quan sát cũng hơn người, nếu Lâm Nhất chỉ có thực lực mà hắn biểu hiện ra, đối mặt với Diệp Thanh Phong là bán bộ thiên phách, khả năng thắng của hắn thật sự không cao. Quá đáng tiếc. Chuỗi thắng liên tiếp của con ngựa chiến này sắp kết thúc rồi, hắn ta còn rất thích hậu bối này nữa. Hừ, cho rằng Tử Nguyệt Động Thiên ta dễ bắt nạt như thế à? Đệ tử và trưởng lão của Tử Nguyệt Động Thiên đều mang sắc mặt rất lạnh lùng, trong mắt lộ ra ý lạnh. Bọn họ luôn thấy hận Lâm Nhất đến thấu xương. Cho dù thế nào, trận đấu này cũng phải lấy lại mặt mũi. Còn không chịu thua đi, tiểu tử này đúng là cố chấp. Người của Tử Nguyệt Động Thiên đều không hiền lành đâu. Viêm Long Tử của Thiên Yêu Các nói như đang giễu cợt, ánh mắt vô tình cũng như cố ý nhìn về phía Nguyệt Vi Vi. Trước giờ hắn chưa từng nói khoác, có thể chiến thắng là có thể chiến thắng, nếu không thể thì sẽ không nói. Nguyệt Vi Vi cười khẽ, trên khuôn mặt như yêu tinh lộ vẻ dịu dàng. Nhưng ánh mắt này lại không nhìn về phía Viêm Long Tử, dù là nhìn thoáng qua cũng không có. Nàng ta nâng cánh tay trắng nõn lên chống cằm, cười híp mắt nhìn Lâm Nhất trên đài. Tên khốn kiếp này. Nhìn thấy cảnh này, Viêm Long Tử cực kỳ tức giận, sự chênh lệch to lớn khiến một trong tam tiểu vương cảm thấy không thể khống chế được cảm xúc, tức giận thầm mắng trong lòng. Thật sự không hiểu nổi một tên vô dụng thậm chí còn khó vào được bảng 10 sao có thể so sánh với hắn ta. Thậm chí Nguyệt Phi Phi còn không muốn nhìn hắn ta lấy một cái. Ngay cả một vài người trong Tam Vương Thất Anh cũng nhìn về phía này, có thể tưởng tượng Lâm Nhất thật sự rất được chú ý. Cho dù có thừa nhận hay không, thì Lâm Nhất cũng là một người nổi bật trong rất nhiều tân tú, khiến người khác không thể coi thường. Lâm Nhất,
bây giờ ngươi đã biết vì sao ta lại mong chờ đến thế chưa? Diệp Thanh Phong cười khẩy, trận chiến này, ngươi chắc chắn sẽ thua, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, nếu không, một khi ra tay thì sẽ không đơn giản là mất hết mặt mũi đâu. Tu vi chẳng là gì cả, có thể phát huy bao nhiêu mới là quan trọng. Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, không để tâm lắm. Rõ ràng đối phương vừa thăng lên bán bộ thiên phách, 10 phần tu vi có thể phát huy được 8 phần đã là tốt lắm rồi, nếu nền tảng công pháp không đủ, thậm chí chưa chắc có thể phát huy được 8 phần. Cao thủ chân chính thì lại khác, 10 phần tu vi có thể phát huy ra 12 phần uy lực, thậm chí là cao hơn. Huống hồ trong tay hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy, dù Diệp Thanh Phong có tu vi bán bộ thiên phách đỉnh phong, Lâm Nhất cũng không hề sợ hãi. Tu vi cao quả thật không tính là gì, có thể dẫm ngươi dưới chân là đủ rồi. Diệp Thanh Phong cười dữ tợn, theo hắn ta rõ ràng Lâm Nhất đang chột dạ nên mới có thể nói ra những lời này để tự an ủi mình. Hai bàn tay hắn ta lấy ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cong thành móng vuốt, cào về phía Lâm Nhất nhanh như chớp. Chân nguyên rồi rào rót vào trong móng vuốt, khí thế bán bộ thiên phách mạnh mẽ phả vào mặt, hắn ta tựa như yêu thú khổng lồ. Hùng uy không ai bì nổi. Trong tích tắc, Diệp Thanh Phong bay xuyên qua hư không, chớp mắt đã dịch chuyển xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, móng phải giơ lên phát ra ánh sáng tím, đánh tới như một ngọn đồi. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Tay phải đặt trên chuôi kiếm của Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, 18 tia kiếm quang nhanh chóng đè lên nhau. Mặc dù chỉ là thức thứ nhất của bá kiếm nhưng Lâm Nhất đã tu luyện chiêu kiếm này đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Dưới sự thôi động tử diên kiếm quyết càng đủ để chém một lần 18 nhát. Khi kiếm quang chồng lên nhau, uy lực bộc phát dường như có thể chém đứt bầu trời. Bùm! Ánh sáng tím nổ tung, vỡ vụn thành những đốm lửa nhỏ bay rải rác khắp đài Thăng Long, Diệp Thanh Phong bị đánh bay ra ngoài. Tử Nguyệt Đương không? Con người Diệp Thanh Phong co rụt, trong lòng thầm kinh hãi, hắn ta đột nhiên giang hai tay ra ngay giữa không trung. Một vầng trăng tím từ từ dâng lên, uy áp vốn đã kinh khủng của hắn ta tiếp tục tăng vọt. Ánh trăng tím chiếu rọi xuống, khí thế mênh mông khiến hồ nước bốc lên thật nhiều màn nước. Những bức màn nước như mặt gương kia khi được ánh trăng rọi vào đẹp vô cùng. Đến khi hắn ta đáp xuống, Tam Tuyệt Chảo lại xuất kích, đánh tới với khí thế mạnh mẽ và sắc bén hơn cả vũ khí. Thất Huyền Bộ, Kim Ô tung cánh. Lâm Nhất di chuyển nhanh như chớp. Để lại vô số bóng ảnh trên đài Thăng Long, từng bóng ảnh lần lượt bị đánh tan nhìn vô cùng chấn động. Nhiều lần mọi người tưởng rằng chân thân của Lâm Nhất sẽ bị Diệp Thanh Phong xé thành mảnh nhỏ, cực kỳ nguy hiểm. Trong mắt Diệp Thanh Phong chợt có tia sáng lạnh lóe qua, hắn ta thôi động thân pháp đến cực hạn, hai móng vuốt liên tục tấn công. Tốc độ ấy vô cùng nhanh, nếu là người thường thì đã bị hắn ta đuổi kịp và cào rách tim từ lâu. Giết! Lại thêm một móng vuốt xuyên qua hư không đánh tới, hai bóng ảnh bị vồ nát. Ngay khi bóng ảnh vừa vỡ vụn, Diệp Thanh Phong đột nhiên tăng tốc, vung ngược tay lên, cánh tay quét về phía chân thân của Lâm Nhất như móng vuốt khổng lồ của thú dữ. Lâm Nhất hơi ngửa mặt lên, nhanh chóng lướt qua móng vuốt khổng lồ ở trước mặt. Keng! Lâm Nhất chưa đứng thẳng người dậy, táng hoa trong tay đã đâm tới với tốc độ nhanh hơn. Diệp Thanh Phong khẽ biến sắc. Vội vàng vùi về sau, hai người gặp chiêu phá chiêu nhanh đến mức khiến mọi người không thể nhìn thấy. Đến lượt ta rồi à? Đợi đối phương tiếp đất, Lâm Nhất nhướng mày hỏi. Diệp Thanh Phong giật mình, khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhất, hắn ta có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kinh hồng phá nhật. Không cho hắn ta quá nhiều thời gian suy nghĩ, Lâm Nhất đâm kiếm ra, kiếm thế vô biên ở hai bên người hắn ngưng tụ thành màn sáng. Bức màn sáng kia như đôi cánh của bầu trời vỗ mạnh, Lâm Nhất bay lên không trung, cầm táng hoa trong tay xoay tròn giữa không trung. Trên không trung, Lâm Nhất xoay tròn cực nhanh như một con diều hâu, khi hắn xoay tròn bức màn sáng ngưng tụ từ kiếm thế hai bên dường như khiến không gian bị bóp méo. Đợi đến khi Diệp Thanh Phong hoàn hồn lại đã không kịp né tránh, chỉ có thể cố hết sức tránh đi điểm yếu hại. Phụt! Chân nguyên hộ thể trên người hắn bị đâm thủng. Bên cạnh trái tim xuất hiện một lỗ máu, máu chảy ra như suối. Chết tiệt! Diệp Thanh Phong vô cùng giận dữ, đau đớn khiến vẻ mặt hắn ta trông cực kỳ dữ tợn,
vừa bị đánh ngã xuống đất liền hét lên, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy đâu. Ầm. Dứt lời, vầng trăng tím trên không trung lập tức rơi uống, hợp hai thành một với Diệp Thanh Phong, trên người hắn ta lập tức phát ra ánh sáng tím rực rỡ, mỗi lỗ chân lông đều có sương mù tím thoát ra, nhất thời khí thế mạnh đến mức khủng khiếp. Tam tuyệt toái tâm quyền. Hắn ta biến móng vuốt thành quyền, chạy như điên trên đài thăng long, lúc hắn ta chạy như có núi đánh vào chiến đài. Cứ mỗi bước đi, ánh sáng tím trên người hắn ta càng sáng hơn một phần, dần dần ánh sáng tím ấy bốc cháy như một ngọn lửa. Diệp Thanh Phong như biến thành một vầng trăng sáng, rót toàn bộ chân nguyên và phẫn nộ vào quyền mang đánh về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cầm kiếm bằng hai tay, giơ cao qua đầu hướng thẳng lên trời, mặt không hề đổi sắc. Tinh thần đại bảo. Tia sét được biến hóa từ kiếm ý tạo thành một quả cầu sấm sét, trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung như sao trời. Ánh sao sáng ngời, quả cầu sấm sét không ngừng to lên, khi Diệp Thanh Phong đánh tới nó đã đạt đến kích thước khổng lồ mấy chục trượng. Cảnh tượng đáng sợ này khiến tất cả mọi người đều trợn to mắt, trong mắt tràn đầy khó tin. Chiêu kiếm phải kinh khủng đến mức nào mới có thể bộc phát uy thế khủng khiếp như vậy? Ánh chớp rơi vào Lâm Nhất, khuôn mặt trắng nõn kia toát lên sức quyến rũ phi phàm. Không, không, không. Trong mắt Diệp Thanh Phong lộ ra vẻ kinh hãi, hắn ta muốn lùi lại để né nhưng sát chiêu của hắn ta đã thi triển hoàn toàn không thể khống chế. Bùm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.